chương 001. Biến dị nha trùng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Năm 2018 xuân, Hoa Quốc, Tô Đông tỉnh Giang Châu thành phố. Sinh hóa hoàng tài, luôn luôn được gọi là tứ đại thiên khanh chuyên nghiệp. Nhưng Chu Văn cảm thấy những lời này thật ra thì không chính xác, liền như cái gì tứ đại thiên vương, bốn tiểu hoa đáng các loại, làm một tổ hợp đi ra, càng nhiều là vì bác người nhãn cầu, hoặc là hài hước phải nói mấy cái này chuyên nghiệp trong, duy nhất thiên khanh chính là xếp hạng vị trí đầu não sinh vật. Phía sau mấy cái chẳng qua chỉ là đủ số. Sinh vật là thực sự. Cái hố. Mấy cái khác chuyên nghiệp giàu gì còn có thể tìm được đối khẩu phương hướng, mà sống vật ngay cả một mấy bả đối khẩu chuyên nghiệp cũng không tìm tới. Sao nhìn một cái, cùng sinh vật đối khẩu đồ tốt giống còn thật nhiều, cái gì hóa chất A, y học Á, chế dược A, đồ trang điểm rồi vân vân nhưng là ngươi xem một chút đồ trang điểm hoặc là nhà máy hóa chất người ta chỉ cần học hóa học hoặc là hóa chất bệnh viện vậy khẳng định chỉ cần học y xưởng chế thuốc dĩ nhiên cũng là hóa chất hoặc là dược học ưu tiên sinh vật học rồi nửa ngày chính là một không đâu vào đâu nói không khoa trương chút nào bốn năm sinh vật học đi xuống chu văn cảm thấy cùng tốt nghiệp trung học lúc cơ hồ không có khác nhau hắn là giang châu sinh viên môn học viện sinh mệnh khoa học học viện đại tứ sinh chuyên nghiệp sinh vật kỹ thuật. Lúc trước hắn là bởi vì số điểm không đủ mới điều hòa đến sinh vật hệ, kết quả lại bị một cái có cao quý khoa học tinh thần học trưởng cho lắc lư què rồi, không có sớm một chút chuyển chuyên nghiệp. Sớm biết học sinh vật tiền độ một vùng tâm tối, hắn tình nguyện chọn thứ hai tình nguyện hoặc là thi lại đi. Hắn điều kiện gia đình cũng không tốt, ba mẹ tân tân khổ khổ cung cấp hắn học đại học, bản hy vọng nào hắn vượt hẳn mọi người, đáng tiếc bọn họ cũng không biết sinh vật căn bản không có tiền đồ, hắn cũng không dám cùng bọn họ nói. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Mắt thấy sắp tốt nghiệp, Chu Văn bây giờ cũng là phi thường lo âu, xin việc mười mấy công ty, toàn bộ thất bại, quay đầu chỉ có thể trước tìm một công việc đối phó sống qua ngày, sau đó mau sớm đổi nghề đi. Tiêu thụ, y, tài chính đều được. Quả thực không được thì đi làm tự truyền thông, hoặc là truyền trực tiếp lại nói hắn dáng dấp coi như thanh tú, biến hóa cái trang, xuyên cái di ca đồng phục, chết kho thủy cái gì, sau đó lọc kính mài da đổi giọng khí mở một cái, nói không thể cũng có thể trưởng thành truyền trực tiếp vòng đại lão đây. Ngược lại hiện ở cái này xã hội, nữ trang không hỏi ra nơi. Sớm hơn 7 giờ, Chu Văn đi tới phòng thí nghiệm cao ốc. Bây giờ phòng thí nghiệm ngay cả hắn ở bên trong, tổng cộng chỉ còn lại 7 người rồi, trong đó bốn cái còn thường thường thuộc về thất liên trạng thái nếu không phải bằng tốt nghiệp còn không có bắt được, hắn cũng muốn thất liên rồi. Ở trong phòng thay quần áo thay xong thí nghiệm phục, trải qua đơn giản tiêu độc hậu tiến vào phòng thí nghiệm. Lớn như vậy trong phòng thí nghiệm trống rỗng không có bất kỳ ai. Chu Văn đeo hảo cao su bao tay sau bắt đầu đều đâu vào đấy bận rộn. Nắm những thứ kia chờ một hồi cần dùng đến thí nghiệm dụng cụ, giống đầu súng, thủy tinh mảnh nhỏ, mài bát, ống nghiệm, ống nuôi cấy vân vân, thanh tẩy sau thả vào diệt nắm nội cùng siêu sóng âm thanh tẩy máy trong tiến hành khử độc. Thời gian chờ đợi trong, nhìn một chút video, quét quét tiết mục ngắn, cuối cùng chơi đùa nổi lên sung sướng chơi đánh bài. Dựa vào đưa 3.000 sung sướng đậu cùng nhớ bài khí, sau một tiếng lại thắng đến 11 vạn. Kết quả lại bị một cái đưa về lão gia. Chu Văn Đang lúc này, timer tích tích kêu lên. Hắn cất điện thoại di động đeo hảo cao su bao tay sau đó đến căn phòng cách vách, từ nhiệt độ siêu thấp trong tủ lạnh lấy ra ống nghiệm, nắm bên trong đông lạnh nha trùng rót vào mài bát. Hán đạo sư là nghiên cứu ruộng lúa nha trùng chống, khóa đề phương hướng là thế nào thông qua gen di truyền thủ đoạn, khiến thư tính ruộng lúa nha trùng đoạn tử tuyệt tôn, không cách nào sinh dục hạ đệ nhất. Ruộng lúa nha trùng có thể đọc bản nữ sinh sản. Bất quá hiện nay chủ yếu vẫn là nghiên cứu làm sao lợi dụng sinh hóa thủ đoạn, từ trên thân thể tiêu diệt nha trùng. Dù sao đạo sư muốn vừa cơm a à? Lấy ra dịch đạm bình, múc một muỗng tử dịch đạm rót vào mại bát, trong phút chốc, mại bát bên trong giống như nấu sôi nước sôi như thế, ưng ừ, ực ưng ực, ực, mạo hiểm hàng khí lạnh như băng, nhanh chóng lấy đi nha trùng cùng với mại bát bên trong kèm theo nhiệt lượng. Sở dĩ đông lạnh sau còn phải cũng dịch đạm, mục đích là khiến nha trùng tế bào tổ chức nhanh chóng đông lạnh tinh hóa, có lợi cho tế bào vỡ vụn đẩy kín dịch đạm bình sau, Chu Văn cầm lên bên cạnh bác sử chuẩn bị mài. Bất quá đang lúc này, hắn nhìn thấy mài bác bên trong có một con màu nâu nha trùng, lại ở dịch đạm trong bơi lội. Chu Văn nhào nặng nhào nặng con mắt, cho là mình tối hôm qua thức đêm đầu sơ lực lý lịch, hoa mắt đây. Ở 100 độ nhiệt độ siêu thấp trong tủ lạnh đông lạnh rồi 24 giờ, lại bị ngâm nhập. 190 độ dịch đạm trong, cái này con mẹ nó còn không chết bất quá chu văn rất nhanh phát hiện hắn con mắt không có hoa cùng con rệp không xê xích bao nhiêu màu nâu nha trùng thật ở dịch đạm trong bơi lội ngoài tàu chu văn con ngươi thiếu chút nữa không kinh điệu hắn đây mẫu thân là ruộng lúa nha trùng ông thấp thỏm tâm tình khẩn trương hắn dùng trong tay bác sử đi đụng một cái cái này biến dị nha trùng khiến hắn không nghĩ tới chính là dịch đạm trong biến dị nha trùng lại theo bác sử nhanh chóng leo lên trong chớp mắt đã leo đến trên mu bàn tay của hắn sau đó tại hắn còn chưa kịp kịp phản ứng trước biến dị nha trùng hai cái tương tự khẩu khí nhỏ bé đâm tủa tại hắn trên mu bàn tay hung hăng đâm một cái ta dời ạ à, chu văn mắng một câu sau đó liều mạng vung tay ba một tiếng trên mu bàn tay biến dị nha trùng bị quăng trên đài điều khiển máu thịt be bé, chết đến mức không thể chết thêm rồi chu văn liếc nhìn mu bàn tay không có sưng đỏ chảy máu dấu hiệu. Cương thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác trước mắt một trận biến thành màu đen, theo sát quay cùng trời đất. Ngay tại hắn ngã xuống một khắc, bên tai mơ hồ truyền đến mấy tiếng tiếng kinh hô. Chu Văn té xỉu, mau đánh 120, Chu Văn ngươi làm sao vậy, không sao chứ, mau tỉnh lại, Chu Văn lúc này cũng không có hôn mê, chẳng qua là trước mắt một trận trận biến thành màu đen. Nhưng là nội tâm lại cực độ sợ hãi, trong giới tự nhiên virus không đến xuể cái này biến dị ruộng lúa nha trùng nhẹ nhàng chập một chút là có thể khiến hắn bất tỉnh có thể tưởng tượng được mang theo độc tính có bao nhiêu mãnh liệt rất có thể nắm giữ độ cao tới chết tính bất quá cũng còn khá lo lắng của hắn cũng không có trở thành sự thật cái loại này trời đất quay cuồng cảm giác tới cũng nhanh đi nhanh rất nhanh tầm mắt của hắn liền lần nữa tập trung một tấm vòng tròn lớn mặt ở trước mắt dần dần ngưng tụ là phòng thí nghiệm người phụ trách, cũng là đồng môn của hắn học trưởng. Chu Văn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nào biết trước mắt lại xuất hiện một tổ quỷ dị toàn bộ tin tức màu xanh da trời chữ viết. Tên họ: Thạch Lỗi. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 25, chức nghiệp: Học sinh. Thân thể trạng thái: Trạng thái tinh thần. Chu Văn dùng sức chớp chớp con mắt hắn cho là mình xuất hiện ảo giác chờ hắn lại nhìn sang thời điểm kia tổ toàn bộ tin tức màu xanh da trời chữ viết vẫn rõ ràng hiện lên trước mắt mình cái này đây là cái gì chu văn lắp ba lắp bắp nói đến chính nâng hắn nửa người trên thạch lỗi một bên gọi điện thoại một biên quan tâm nói ngươi vừa mới té xỉu bây giờ cảm giác thế nào có hay không khó chịu chỗ nào chu văn không lên tiếng Kim Nghi bất định nhìn về phía ngồi sổng ở bên cạnh gọi điện thoại nữ sinh. Tên họ. Lâm Gia Di. Giới tính. Nữ. Tuổi tác. 24. Chức nghiệp. Học sinh. Thân thể trạng thái. Trạng thái tinh thần. Chu Văn rù rị nói. Gặp gặp quỷ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có cần giúp gọi xe cứu thương hay không? Lâm Gia Di hỏi một câu, mà điện thoại di động trong loa cũng đúng lúc truyền tới bệnh viện tiếp tuyến viên tiếng hỏi thăm. Lấy lại tinh thần Chu Văn, trước mắt kia tổ toàn bộ tin tức màu xanh da trời chữ viết cũng theo sát biến mất không thấy gì nữa, hắn lắc đầu một cái nói. Cái đó không cần kêu xe cứu thương. Ở thạch lỗi nâng đỡ, Chu Văn từ dưới đất đứng lên. Lắc lư đầu, vừa mới xảy ra bất ngờ triệu chứng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thạch lỗi liếc nhìn trên đài điều khiển vẫn còn ở bốc lên hơi lạnh mại bác, quan tâm nói. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta tới thu thập đi. Nghĩ đến bị cái kia biến dị nha trùng cắn một cái, Chu văn lo lắng mới vừa triệu chứng là bị virus lây sau xuất hiện ảo giác, quyết định cho mình làm một huyết kiểm lại nói, vì vậy nói. Không cần không cần, có thể là có chút tụt huyết áp. Ngươi chắc chắn chứ? Thạch lỗi lần nữa hỏi. Ân ân ân, thật. Thạch lỗi thấy hắn giữ vững liền không có cưỡng cầu, tìm hai khối đường cho hắn ngậm, sau đó cùng Lâm Gia Di đến bên cạnh mỗi người bận rộn. Bên này Chu Văn lần nữa lắc lư đầu, chắc chắn không có vấn đề sau, trước cho mình trắc rồi thân thể ôn. Bên ngoài thân. 36, 3. Khoan miệng. 37. Bình thường. Sau đó dùng cái nhíp nắm cái kia ngã nát bét biến dị nha trùng thi thể, Toàn bộ nhặt lấy thả vào trong ống nghiệm, đưa đến nhiệt độ siêu thấp trong tủ lạnh đông lạnh, quay đầu tiến hành vi rút kiểm tra. Tiếp lấy dùng duy nhất lấy máu để thử máu chăm cho mình rút một ống máu, chuẩn bị làm huyết kiểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một mạng kỳ quái hơn hình ảnh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 002 Nguyên lai like trên trời thật hội xuống hệ thống. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Huyết dịch Do tế bào máu cùng huyết tương tạo thành, hợp xưng toàn bộ huyết. Tế bào máu trôi nổi tại huyết tương bên trong, có hồng cầu, bạch cầu cùng tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu. Độ tinh khiết. Số liệu giá trị. Nhìn trước mắt toàn bộ tin tức màu xanh da trời mẫu tự, Chu Văn hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngẩn ước chừng 5 giây mới phản ứng được, chính mình rất có thể không phải là xuất hiện ảo giác, mà là thật tìm vận may rồi có một loại đặc thù nào đó năng lực lần câu hỏi không ngừng hít thở sâu ở tâm lý từng lần một cảnh cáo chính mình ổn định ổn định đừng kích động đừng kích động theo hậu chu văn tử quan sát kỹ trước mắt màu xanh da trời phụ đề phát hiện bên trái thượng giác còn có một cái lui về phía sau ký hiệu hắn cương ở tâm lý suy nghĩ một chút lui về phía sau màu xanh da trời logo liền lui về sau một bước trở lại chú logo một mặt thật to cá nhân thuộc tính bản xuất hiện ở trước mắt còn không chờ hắn thấy rõ thuộc tính trên nền là vật gì đâu rồi trước mắt lại bắn ra một cái nhắc nhở khung vì thiết thực đề cao bản vũ trụ nhất cấp văn minh người đều tuổi thọ tăng nhanh khoa học kỹ thuật phát triển sớm ngày dung nhập vào vũ trụ đại gia đình căn cứ vũ trụ liên minh cao cấp ủy viên hội nhất trí quyết định hướng vũ trụ nhất cấp văn minh ngẫu nhiên gửi đi sinh vật chế dược hệ thống chu văn nhìn màu xanh da trời màn ảnh phía trên nhất nói rõ kích động đến thiếu chút nữa không nhảy cẩn lên nguyên lai like trên trời thật hội xuống hệ thống chờ tâm tình bình phục sau, tắt xuống. Nhắc nhở khung, sau đó nhìn kỹ khởi bản skin đến. Ký chủ Chu Văn, chức nghiệp Học nghề chế dược sư, không, một nghìn, thật nhìn tới mắt. LV không, hai, một nghìn, môn học Dược lý học Nó khiến người biết đủ loại dược vật lâm sàng ứng dụng. LV0, 120, 1000, bệnh lý học. Nó cho ngươi minh bạch đủ loại tật bệnh hình thành nguyên nhân. LV0 100 1000 sinh vật hóa học. Nó cho ngươi nắm giữ sinh vật thể hóa học tạo thành cùng sự thay đổi hóa học. LV0 100 1000 sinh vật miễn dịch học. Nó khiến ngươi biết sinh mạng ảo diệu. LV0 50 1000 hệ thống giải phẫu. Nó khiến ngươi hiểu được sinh vật cơ thể cấu tạo. LV0 250, 1000, ngôn ngữ học. Nó cho ngươi cùng thế giới không chứng ngại câu thông. LV0, 180, 1000, chi nhánh môn học. Vô. Môn học kinh nghiệm. Không, tích phân. Không, thùng vật phẩm. Không, cột quét. Đợi tuyển hạng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 003. Thật nhìn tới mắt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Gia tiết ở điện kính phía dưới, không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Chu Văn trong lòng đại thạch đầu buông xuống 2 phần 3. Bất quá còn phải chờ ngày mai kiểm tra quá cái kia biến dị nha trùng, chắc chắn không có virus sau hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Chờ bên này sự tình làm xong sau, vừa vặn cũng đến cơm trưa thời gian. Chu Văn đi tới thạch lỗi bên cạnh, cười hỏi, lỗi ca, cần giúp a à? Cương làm xong điện lặng cao su, chuẩn bị giết tiểu bạch chuột thạch lỗi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thế nào, ngươi bận rộn xong rồi. Chu Văn cười nói. Ta cái đó có cái gì tốt vội vàng, quay đầu tùy tiện sửa đổi một chút số liệu là được thôi, ngươi hiểu. Một cái điện lặng chương trình chạy xuống, bình thường yêu cầu 2-3 ngày, hơn nữa còn phải làm PCR, tân tân khổ khổ 2-3 ngày, thường thường sẽ phát hiện thí nghiệm số liệu nghiêm trọng không hợp lý sau đó chính là ép cờ, di đam y, một trận điên cuồng hét lên. sau đó nếu như ngươi không tính lần nữa làm, cũng chỉ có thể ngụy tạo số liệu. cái này trên căn bản cũng coi là sinh vật sinh quy tắc ngầm, phần lớn sinh vật sinh đều làm như vậy quá. thạch lỗi ha ha cười hai tiếng, hắn cũng là người từng trải, gật đầu một cái nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi, chính ta giải quyết là được. đúng rồi thuận tiện giúp chúng ta mang một cơn chu văn chuyển thân dựa vào đài thí nghiệm nói trở về làm gì a à? vừa không có bạn gái mặc cái áo choàng dài trắng đưa lưng về phía bọn họ nhìn kính hiển vi lâm gia di xoay người bác quái đạo ai chu văn ngươi cùng cụ phương phương còn có liên lạc sao cụ phương phương nguyên lai là phòng thí nghiệm mấy nữ sinh bên trong dáng dấp xinh đẹp nhất tính quen quyển tiểu gia bích ngọc là nam sinh trong tâm khảm lý tưởng lão bà nhân tuyển. Đáng tiếc năm sau đi thực tập. Chu Văn trả lời. Không liên lạc qua, làm sao rồi? Không có gì. Lâm Gia Di thuận miệng nói câu, đi theo hì hì cười nói. Ai Chu Văn, ngươi mời ta ăn cơm, ta làm bạn gái ngươi như thế nào đây? Chu Văn biểu môi nói. Nữ nhân các ngươi phạm là có một nói lời giữ lời, hai tử của ta hiện tại cũng hội đã tương du thạch lỗi ha ha không ngừng cười. Lâm Gia Di cũng là cười hì hì xoay người. Chỉ đùa một chút mà thôi, nàng đều mài hai, nên tiền dạng gì bạn trai, tâm lý rất rõ ràng. Bên này Chu Văn quay đầu cười nói. Nói thật lỗi ca, có cần giúp một tay hay không? Không quan tâm ta đi trở về quét kịch. Thạch lỗi vừa nghe nói hắn trở về quét kịch, ngẩng đầu cười ngây ngô nói. Khi ngươi chính là ở lại đây đi, vừa vặn lan lan hẹn ta buổi chiều đi xem phim đây chu văn thúc giục vậy ngươi còn không mau trở về trừng trị trừng trị a à, tranh thủ buổi tối thành công xen vào quảng thạch lỗi khờ khờ cười cười cùng chu văn không sai biệt lắm thạch lỗi điều kiện gia đình cũng không có gì đặc biệt hơn nữa dáng dấp cùng mù tăng tự đắc cũng sẽ không lời ngon tiếng ngọt cũng sắp nghiên cứu sinh tốt nghiệp đến bây giờ ngay cả cô gái miệng đều không hôn qua đây hiếm thấy đụng phải một cái không ngại hắn cô gái tất cả mọi người thật cao hứng dùng cho hắn tiếp bàn cũng nhận ta đây thật đi rồi đi đi thạch lỗi đem trong tay tiểu bạch chuột giao cho chu văn xoay người ra phòng thí nghiệm nhớ phải giúp ta môn mang cơm biết rõ bên này chu văn một cái tay bấm tiểu bạch chuột cổ của khấu ở trên đài điều khiển cái tay còn lại bắt tiểu bạch chuột cái đuôi đi lên nhắc tới rắc một tiếng cho tiểu bạch chuột tới một cảnh truy chặt đầu phát. Đau một chút khổ cũng không có. Sau đó nhanh chóng mở ngực bể bụng, dùng cây kéo nắm tiểu bạch chuột xương đùi cắt xuống, tróc ra xuống xương đùi bên ngoài bắp thịt và cơ bắp. Hướng sau khi rửa sạch sẽ cắt ra xương đùi, rút ra xương tủy, đi theo dùng thấp thấm vào dịch cọ rửa xương đùi xương tủy, cuối cùng nắm cọ rửa sau cọ rửa dịch dựa theo mỗi bụi cây phần chia đều bỏ vào ống nghiệm bên trong. Sau đó lại bóp chết một cái tiểu bạch chuột, rút ra hảo xương tủy sau, dựa theo kể trên bước từng bước một chế bị hảo cọ rửa dịch, cùng trước cọ rửa dịch, dựa theo AB tổ phối tốt sức nặng hậu thượng ly tâm máy bắt đầu ly tâm. Tiểu bạch chuột gen cùng nhân loại gen có 95% tương tự độ, vì vậy rất nhiều đại hình phòng thí nghiệm đều biết dùng tiểu bạch chuột gen làm các loại các dạng dược vật khảo sát. Nhưng là, một cái gen lấy ra chương trình đi xuống, bình thường đều cần 2-3 ngày, những thứ kia chú trọng hiệu suất đại hình phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu, sẽ nắm gen lấy ra công việc giao cho các đại viện giáo phòng thí nghiệm làm. Một cái tiểu bạch chuột trên lý thuyết có thể lấy ra 48 bụi cây đoạn gen không giống nhau, bất quá bình thường liền lấy ra 4 bụi cây. Đương nhiên, những thứ này là thu lệ phí. Hiện nay một gốc giá thị trường, đại khái 400-500 trái phải. Bên này vừa rời tâm hoàn thành, thạch lỗi mang theo bỏ túi cơm trở lại. Đi ra bên ngoài phòng làm việc ăn cơm, Chu Văn chuẩn bị làm điện lặng phân tích, tục xưng rò điện lặng. Cái này ở cấp 3 đã trải qua sơ bộ tiếp xúc qua rồi. Chính là dùng thạch trắng đường ngưng cao su chế tác cao su bản, khiến hàng mẫu ở cao su trên nền sinh ra điện lặng, vì vậy cũng được gọi là chạy cao su, có thể dùng đến kiểm tra DNA liên. Ngoài trừ rò điện lặng, ngoài ra còn có một loại phương pháp là điện kính quan sát, cái này so sánh rò điện lặng mà nói muốn tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Nhưng là điện kính quan sát, yêu cầu chế bị năm thủy tinh mảnh nhỏ, còn cần cho gian nhùm màu. Trong quá trình này, thời gian, thủ pháp, nhiệt độ, cùng với khả năng tồn tại ô nhiễm, cũng có thể đưa đến lấy ra thất bại, từ đó công giả trang. Cho nên tân thủ phổ thông đều là thành thành thật thật trò điện lặng. Chu Văn nắm lấy ra thương chuẩn bị lấy ra thượng thanh dịch hậu tiến hành diễn tấu, đang lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến thật nhìn tới mắt. Muốn nhìn một chút thật nhìn tới mắt là thế nào giới thiệu đê hắn giơ khởi trong tay phải ống nghiệm hướng về phía đài điều khiển trước ánh đèn nhẹ nhàng lắc lư hai cái cùng lúc đó con mắt có chút nheo lại chặt nhìn chầm chầm ly tâm quản chất lỏng bên trong khiến chu văn không thể tin được chính là bạch thử dna liên hình ảnh lại trực tiếp hiện lên trước mắt của hắn bao gồm đứt gãy cộng giá kiện đều nhìn đến rõ ràng ta dời ạ à, chu văn kích động thiếu chút nữa không nhảy cẩn lên hắn con mắt lại có thể thấy rõ dna cái này há chẳng phải là nói hắn con mắt đã vượt qua kính hiển vi điện tử rồi hả? Hắn lập tức thả tay xuống trong ly tâm quản, lấy súng cao su bao tay sau giang hai tay ra, con mắt có chút nheo lại, trong đầu tưởng tượng thật nhìn tới mắt. Bá, một chút, tay hắn giống như là đặt ở dưới kính hiển vi mặt năm thủy tinh mảnh nhỏ như thế, rõ rõ ràng ràng. Bất quá một giây kế tiếp hắn liền không vui rồi, chỉ thấy hắn tay trong lòng trải rộng tụ cầu khuẩn, Màu vàng kim tụ cầu khuẩn cùng hình sợi dài ruột và khuẩn que còn có còn lại các loại các dạng vi khuẩn cùng vi sinh vật, ở tay trong lòng bò tới bò lui. Ngoài ra, kẻ móng tay bên trong giống như vi khuẩn ổ như thế, bên trong chen đầy các loại các dạng vi khuẩn, nhìn vô cùng chán ghét. Đây là tắm tay, thật không biết không tẩy tay sẽ có bao nhiêu vi khuẩn. Ngoà Tào Chu Văn bị dọa sợ đến quăng hai cái tay, sau đó mới nhớ, vi khuẩn là không bỏ rơi được, chạy mau đi lần nữa rửa tay hắn biết rõ nhân viên lên vi khuẩn rất nhiều, nhưng vậy cũng là dùng vi khuẩn chế sắp xếp mảnh nhỏ chế tác sau đặt ở dưới kính hiển vi quan sát. Nhân viên bởi vì không ra quan, cho nên không có biện pháp trực tiếp thấy rõ. Chính vì vậy, hắn cho tới bây giờ không có thẳng như vậy quan thị giác trung động, cũng lần đầu tiên biết được rửa tay tầm quan trọng. Chu Văn vén tay áo lên, dùng trước hàm rượu cồn nước rửa tay tẩy qua một lần tay, sau đó tìm đến dao cắt móng tay, nắm tàn ô nạp cấu móng tay cẩn thận tu bổ qua một lần, đi theo tỉ mỉ lại tẩy một lần tay. Lúc này lại dùng thật nhìn tới mắt đi xem, trên tay vi khuẩn bị tiêu diệt 90% trở lên, chỉ có một một số ít ngoan cố vi khuẩn còn kèm theo ở kẻ ngón tay cùng với da thịt nếp nhăn bên trong. Chu Văn không lời nói. Khó trách thí nghiệm thường thường thất bại, chỉ bằng trên tay cái này vi khuẩn bày số lượng, tỷ lệ thành công cao mới là lạ chứ. Trở lại phòng thí nghiệm, dùng thật nhìn tới mắt nhìn một chút trên bàn cao su bao tay, phát hiện phía trên giống nhau bò đầy vi khuẩn. tổ Chu Văn Thuận tay cầm lên bên cạnh trên đài chip ngừa bổng, khơi màu bao tay ném vào phế liệu thùng, sau đó tìm đôi vô khuẩn bao tay đến đeo lên. Chờ hết thảy lần nữa chuẩn bị xong sau, Chu Văn Tâm triều mênh mông cầm lên trang bị tiểu bạch chuột đoạn gen A tổ ly tâm quản, lần nữa quan sát. Không ra ngoài dự liệu, trước mắt xuất hiện một bộ rõ rõ ràng ràng DNA hình ảnh. Điều này nói rõ tiểu bạch chuột gian lấy ra thành công. Mà rò điện lặng cùng với điện kính quan sát, mục đích đúng là vì kiểm tra ống nghiệm trong có hay không DNA. Mà bây giờ hắn có thể trực tiếp nhìn thấy DNA, có thể nói tiết kiệm lớn nhất trường ra, cũng lớn nhất dễ dàng thất bại một đạo trình tự. Sau đó hắn lại đem khởi bê tổ ly tâm quản nhìn một chút, lần này cũng không có nhìn thấy DNA liên. Chu Văn âm thầm đạo. Chẳng lẽ lấy ra thất bại? sau khi để xuống cầm lên b tổ ngoài ra quan tâm thanh dịch chập mắt khởi mắt nhìn rồi nhìn vẫn là không có nhìn thấy dna liên hắn lại đem khởi a tổ trong đó quan tâm lần này lại nhìn đến rõ ràng đây cũng nói b tổ thật lấy ra thất bại minh minh tất cả chương trình đều giống nhau như đúc không biết là khâu nào sai lầm chu văn cao mày trầm tư hắn quyết định trước làm một điện lặng phân tích nhìn một chút thật nhìn tới mắt thấy có phải là thật hay không sau đó sẽ đi nghiên cứu thao tác hoàn tiết sai lầm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 004 Nhiệm vụ hoàn thành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chu Văn dựa theo thí nghiệm bước, diễn tấu bên trên dịch. Diễn tấu là học thuật thuật ngữ, chính là dùng ống nghiệm thương rút ra cầm bên trên dịch, sau đó sẽ thổi ra đi, mục đích là đầy đủ quấy đều ống nghiệm trong thanh dịch qua lại diễn tấu mấy lần, sau đó đem hai cái DNA hàng mẫu rút ra thả ra nhập ly tâm máy bắt đầu ly tâm. Sau 15 phút ly tâm hoàn thành, rút ra A tổ bên trên dịch đi tới bên cạnh điện lặng máy bên cạnh, từ ngưng cao su trong lỗ gia nhập. đậy kín điện lặng rảnh nắp, lựa chọn kỹ càng điện lặng điện thế cùng với phương hướng sau, mở ra nguồn điện, power supply, chốt mở điện, bắt đầu rò điện lặng. Sau đó là B tổ, giống nhau rút ra bên trên dịch, từ ngoài ra một máy điện lặng máy ngưng cao su trong lỗ gia nhập, giống nhau rò điện lặng. Sau đó chính là rất dài chờ đợi. Máy tính sẽ đem lấy ra đến DNA, cùng Mỹ quốc, NCBI gian kho, trong bạch thử gian tiến hành từng cái một so sánh, thời gian ít nhất phải 6 giờ trở lên. Bởi vì bạch thử 20 đối với nhiễm sắc thể trên có 25 ức cái DNA kiềm cơ đúng cho nên tốn thời gian dài dòng. Khoảng thời gian này có thể nhìn tiểu thuyết, quét kịch, hạp qua tử đều được. Bất quá Chu Văn không có thời gian. Đi bắt rồi một cái tiểu bạch chuột tới, dùng trước thật nhìn tới mắt quan sát một phen. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, lần này xuất hiện ở trước mắt nhưng là giới thiệu, chuột tên gọi. Tiểu bạch chuột, chuột nhắc biến dạng. Giới tính. Thư tính. Chuột linh. 11 tháng. Ồ, làm sao thấy được chính là cái này đây? Chu Văn quay đầu nhìn về đưa lưng về phía hắn Lâm Gia Di nhìn, trước thấy một mạng, xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Tên họ Lâm Gia Di Giới tính Nữ Tuổi tác 24 chức nghiệp Sinh vật học học sinh Thân thể trạng thái Trạng thái tinh thần Hắn nghĩ tới quan trắc DNA lúc phương pháp, con mắt hơi hiếp, rất nhanh, hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu, lâm gia di trên người màu trắng thí nghiệm phục trong mắt hắn từ từ biến thành sợi tổ chức, khuếch tán, tăng lớn tiếp tục hướng phía trước, là màu trắng sợi hóa học hàng dệt. Sợi hóa học hàng dệt lỗ chân lông ở trước mắt trở nên càng ngày càng to, cuối cùng xuyên qua tầng này sợi hóa học hàng dệt, biến thành màu đen hàng dệt bông. Lại tiếp sau đó là da giác hóa tầng, nghịch thật, động mạch, tĩnh mạch, chân lông đang lúc này, lâm da di đột nhiên lộn lại, hỏi nói chu văn ngươi nhìn cái gì chứ bị cắt đứt chu văn hình ảnh trước mắt biến mất không thấy lấy lại tinh thần xoa xoa mũi nói ách ngươi không thấy ta làm sao biết ta đang nhìn ngươi à lâm gia di chỉ chỉ bên cạnh vô khuẩn đài điều khiển inốt khung phía trên có thể thấy rõ ràng chu văn cái bóng ngược lâm gia di cười hì hì hỏi ai chu văn ngươi hảo tâm như vậy ban thạch lỗi làm thí nghiệm nên không phải là vì lưu lại theo ta chứ chu văn ngươi tại sao có thể có loại này không thiết thực ý tưởng đây từ cù phương phương sau khi đi lâm gia di có thể là cảm thấy phòng thí nghiệm không người nào có thể uy hiếp được nàng nhang đáng giá bởi nói vậy là càng ngày càng hành vi phóng đảng đương nhiên rồi lâm gia di dáng dấp cũng không tệ lắm cần thể diện đảng có gương mặt muốn vóc người có vóc người đổi nhỏ màu trắng thí nghiệm phục bị chống đỡ bó chặt chính là thực tế một nhóm một óc tâm tư muốn tìm một dậu có xuất nam bằng hữu. Hơn nữa quá hội tính toán, có chút đáng ghét. Lâm Gia Di vẻ mặt tươi cười nói. Thích ngươi không thừa nhận cũng không liên quan liền như vậy, nói cho ngươi biết một chuyện, ta đã có bạn trai, ngươi bây giờ coi như muốn đuổi theo ta cũng chậm rồi. Chu Văn xoay người bóp gãy tiểu bạch chuột cổ của, một bên mở ngực bể bụng, một bên cười nói. Chúc mừng cởi đang. Nói một chút coi, Đối phương tình huống gì à? Hắn là như vậy trường học của chúng ta so với ta nhỏ hơn một lần, Giang Châu người địa phương, học là cảnh sát, ngay tại Lâm Gia Di nói thời điểm, Chu Văn phần lớn sự chú ý đều ở trong tay con chuột trên người. Hắn phát hiện, khi hắn từ bạch thử bắp đùi trong rút ra cốt tủy thời điểm, đã có thể nhìn thấy DNA liên rồi. Lần này dễ làm rất nhiều hắn có thể biến đổi trực quan nhìn thấy DNA lấy ra trong quá trình khả năng tồn tại vấn đề. Rất nhanh hắn liền phát hiện, đang dùng thấp thấm vào dịch cọ rửa trong quá trình, DNA đoạn phim chạy mất lượng rất lớn. Không biết có phải hay không là thấp thấm vào dịch độ dày vấn đề tạo thành. Bất quá cũng may không ảnh hưởng người máy lấy ra, độ dày vấn đề chờ chút nghiên cứu lại đi. Sau đó chính là xứng trọng ly tâm. Chu Văn một cốc một bụi ly tâm khảo sát. Rất nhanh hắn liền tìm được bê tổ lấy ra thất bại nguyên nhân là DNA trút ra cầm khâu xảy ra vấn đề. Đây là tân thủ thường thường sẽ xuất hiện khuyết điểm, còn lại ví dụ như nhiệt độ khống chế, thời gian khống chế, thủ pháp vân vân đều sẽ ảnh hưởng đến lấy ra DNA liên số lượng cùng với tỷ lệ thành công. Dưới tình huống bình thường đây là không có biện pháp, tay phải lấy ra cùng tay trái lấy ra nó chính là có khác nhau, ly tâm nhiều một giây đồng hồ thiếu một giây đồng hồ nó thì có thể thất bại, nhiệt độ cao hơn một chút cùng thấp một chút cũng tương tự hồi ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì DNA nhìn bằng mắt thường không thấy không sờ được, tân thủ chỉ có thể thông qua từng lần một thí nghiệm, đến lục lọi ra trong đó khả năng tồn tại vấn đề đến. Cũng chính là thường nói dựa vào kinh nghiệm. Bất quá bây giờ Chu Văn có thật nhìn tới mắt, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy DNA, kết quả là hoàn toàn bất đồng. Hắn vừa sải bước quá kinh nghiệm tích lũy quá trình, trực tiếp thành đỉnh cấp chuyên gia thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã là 5 giờ chiều nữa lâm gia di đứng lên xoay xoay lưng đắm sau cổ đi tới chu văn bên cạnh nói ai chu văn có muốn hay không đi cùng nhau đi ăn cơm đang ở xứng cao su chu văn cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi đi trước đi ta bên này xong ngay đây lâm gia di không có chú ý tới bên cạnh phế liệu trong thùng đóng một tầng tiểu bạch chuột thi thể gật đầu nói được ta đây đi rồi từ một thẳng đến bảy giờ rưỡi tối điện lặng phân tích tài hoàn thành trải qua so sánh đi sau hiện, A tổ lấy ra thành công, mà B tổ không ngoài dự liệu, số liệu nghiêm trọng không hợp lý, nói rõ thật lấy ra thất bại. Chu Văn nhìn số liệu đồ biểu, khóe miệng không ức chế được lộ ra nụ cười. Nhiệm vụ yêu cầu 6 bụi cây đoạn gian, mà buổi chiều hắn tổng cộng cầm lấy ra 8 bụi cây, trong đó điện lặng phân tích sau lấy được 3 bụi cây thành phẩm, điện kính quan sát sau lấy được một bụi cây thành phẩm, ngoài ra còn có 4 bụi cây là là thông qua mắt thường giám định đang lúc này, vang lên bên tai một âm thanh ôn hòa, giống như âm thanh ưu ngon giống vậy nghe. Nhiệm vụ điều kiện đã đạt thành, xin hỏi có hay không lập tức cầm đóng nhiệm vụ. Chu Văn ngẩn người một chút sau, nhất thời mừng rỡ không thôi, lập tức mở ra chế dược sư hệ thống. Màu xanh da trời thuộc tính trên nền, bắn ra một cái nhắc nhở khung, trên đó viết, xin hỏi có hay không lập tức cầm đóng nhiệm vụ. Là, hay không, Chu Văn lựa chọn, là, đinh nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ bắt đầu phát thưởng cho chúc mừng ngươi đạt được 100 điểm môn học kinh nghiệm, không điểm tích phân. Chờ phát ra hoàn kinh nghiệm sau, trước mắt lần nữa bắn ra một cái nói lên khung, xin hỏi có hay không bây giờ mở rương. Là, hay không, Chu Văn vốn là hơi có chút tâm tình kích động, theo mở rương nêu lên bắn ra, trở nên phấn khởi mà bắt đầu. Ông trời già phù hộ, mở 100 vạn không, 10.000 là được quả thực không được một nghìn khối cũng được. Hắn bây giờ thật phi thường thiếu tiền, toàn bộ gia sản chỉ còn lại một trăm khối. Này thiên tài ngày 19 tháng 3, cái này một trăm khối phải kiên trì đến tháng sau ban đầu đây. Thật ra thì năm sau hắn đến trường học lúc, trên người hai ngàn khối đây. Kết quả điện thoại di động không cẩn thận rơi vỡ rồi, tốn một nghìn từ học đệ trong tay đào rồi bộ ba tay bảy p sau đó lại nạp rồi sáu trăm khối thẻ ăn cơm, linh linh toái toái mua ít thứ, chỉ còn lại 100 khối. Chu Văn tâm lý yên lặng cầu nguyện, sau đó lựa chọn là vừa lựa chọn xong, trước mắt bắn ra cái đen như mực mộc chế hoa văn bảo rương đi ra, phía trên triển khắc toàn phức tạp hoa văn, bên cạnh còn lơ lửng một cái cổ xưa chìa khóa. Làm còn rất giống chuyện như vậy mà Chu Văn hưng phấn chà sát xoa tay, sau đó trong miệng lẩm bẩm. Âu Hoàng phụ thể, không phải là tù tránh lui, mở, theo dứt lời, trôi lơ lửng ở bảo rương bên cạnh chìa khóa, tự động cắm vào bảo rương lỗ chìa khóa. Toàn sau khi vòng vào một vòng, bảo rương từ từ mở ra, một cái lóng lánh ánh sáng màu trắng vật thể hiện ra. Còn không đợi Chu Văn thấy rõ ràng là vật gì đâu rồi, trước mắt bắn ra cái nhắc nhở khung. Hắn nhìn kỹ một chút, chúc mừng ngươi, đạt được sinh vật hình N99 khẩu trang 10. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 005 Ngưu bức sinh vật hình khẩu trang nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chúc mừng ngươi, đạt được sinh vật hình N99 khẩu trang 10, ta, trong đầu vẫn còn ở ảo tưởng tiền mặt, xe sang trọng, thậm chí ngoại tinh hát khoa học kỹ thuật Chu Văn, nhìn thấy nhắc nhở khung trong chữ viết sau, một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra. Hưng sư động chúng làm nửa ngày, lại mở ra một khẩu trang đi ra nhà không đúng, là 10 cái khẩu trang. Trên mạng mang hô hấp phạt ba mầm non 95 khẩu trang, một cái tài 5 đồng tiền. Cái này cái sinh vật gì hình N99 khẩu trang, coi như hắn 10 đồng tiền một cái tốt lắm, 10 cái cũng bất quá tài 100 khối. Mấu chốt vật này bán cho ai vậy? Chu Văn tâm lý buồn bực không thôi. Được rồi, khẩu trang liền khẩu trang đi, dầu gì cũng là hệ thống lái ra đồ vật. Chu Văn ở tâm lý tự an ủi mình, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, ta khẩu trang đây. Chu văn hoán đổi đến cá nhân bản skin. Từ trên nhìn xuống qua một lần, phát hiện hết mấy chỗ cá nhân thuộc tính đều phát sinh biến hóa, tỉ như thật coi mắt điểm kinh nghiệm EXP biến thành 17, 1 ,000. Xem ra chỉ cần sử dụng thật nhìn tới mắt sẽ gia tăng điểm kinh nghiệm EXP. Ngoài ra môn học kinh nghiệm từ 0 biến thành 100, mà vốn là con số là 0, thùng vật phẩm, bây giờ biến thành 1. Mở ra sau nhìn một cái vừa mới mở rương tự lái ra khẩu trang, chính An An lặng lặng nằm ở hàng thứ nhất thứ nhất Gary mặt đây. Ánh mắt quét qua lúc, trước mắt hiện ra sinh vật hình N99 khẩu trang 10, phía sau còn có sử dụng nói rõ, khai phong sau thời gian sử dụng 24 giờ, sau khi tự động mất hiệu, không biết có thể hay không lấy ra. Chu Văn nghiên cứu một hồi, rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần trong đầu suy nghĩ lấy trong hòm ai tắm sinh vật hình N99 khẩu trang, là có thể đem khẩu trang lấy ra mà cùng lúc đó, trong đầu còn muốn toàn trả về, khẩu trang liền có thể thả lại đến thùng vật phẩm. Qua lại thí nghiệm mấy lần sau, Chu Văn ở trong đầu tưởng tượng. Ta muốn lấy một cái trong hòm ai tắm sinh vật hình N99 khẩu trang. Một giây kế tiếp, trong tay khẽ hơi trầm xuống một cái, một cái phong trang hoàn hảo N99 khẩu trang xuất hiện trong tay Chu Văn. Cái này sinh vật hình khẩu trang, bề ngoài nhìn cùng tiệm thuốc trong bán N90, N95 hình khẩu trang không sai biệt lắm, ngay cả mũi bộ sống mũi cái đều giống nhau như đúc. Chu Văn xé ra trong suốt bao bên ngoài sắp xếp, mang lấy ra lặp đi lặp lại nhìn một chút, cái này khẩu trang cùng tiệm thuốc bán thật giống nhau như đúc, lôi kéo, ngay cả dây thun đều là giống nhau. Hắn phi thường hoài nghi, hệ thống chính là ngẫu nhiên từ một cái tiệm thuốc cho hắn thuận mấy cái khẩu trang tới làm phần thưởng, tính toán một chút ngược lại lại không muốn tiền chu văn ngoài miệng an ủi mình đồng thời bắt đầu mang lên rồi khẩu trang dầu gì là hệ thống đưa làm sao cũng phải thể nghiệm thể nghiệm phải không bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình sai lầm rồi sai vượt quá bình thường hắn vừa đeo hảo khẩu trang khẩu trang liền tự động làm cho thẳng hảo vị trí sau đó liền kín kẻ dán vào gương mặt trên da mặt hơn nữa không có bất kỳ không thoải mái giống như là một phần của thân thể hắn như thế phi thường thần kỳ không chỉ có như thế, hô hấp của hắn không chỉ không có bởi vì mang theo khẩu trang mà không trôi chảy, ngược lại càng thêm tự nhiên lưu loát, hơn nữa không khí cũng càng thêm thanh tân, phản phất giờ phút này đặt mình trong ở đại trong tự nhiên như thế, chim hót hoa nở, thanh tân tự nhiên. Hút hô hấp hô, Chu Văn sâu đậm hít hơi, sâu đậm hơi thở, không có một chút điểm vấn đề. Hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình lại thích hô hấp không khí. Mà tao cái này khẩu trang thật quá trâu bò rồi, Chu Văn vì chính mình lời nói mới rồi nói xin lỗi, bây giờ coi như người khác nắm 100 đồng tiền mua hắn một cái khẩu trang, hắn cũng sẽ không bán. Chu Văn nghiên cứu một hồi khẩu trang sau khi, thuận tiện lại nghiên cứu rồi thùng vật phẩm. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không nắm trong thực tế gì đó cũng bỏ vào trong hòm ai tắm. Đáng tiếc, cái ý nghĩ này rất nhanh liền tan vỡ, trong thực tế vật phẩm không cách nào bỏ vào không biết sau khi hệ thống thăng cấp, có thể hay không bỏ vào. Đang lúc này, đói bụng được, xì xào, kêu lên, một nhìn thời giờ, đã 7 giờ. Hắn nắm lấy ra tốt bạch thử DNA từng cái bỏ vào bọt trong rương, thuận tiện đem đại điều khiển đơn giản thu thập một chút, sau đó sách thí nghiệm phế liệu rời đi phòng thí nghiệm. Chạy tới nhà ăn lúc đã cửa đóng chặt rồi, không thể làm gì khác hơn là cởi xe đạp đến Tây Môn bên ngoài chợ đêm thang ăn chén một loại mì. Lấp đầy ngũ tạng miếu đốt điếu thuốc, dọc theo lấp lánh vô số ánh sao giáo đạo chậm dằn dặt kỵ trở về ký túc xá. Nơi này là Giang Châu Đại học Bổn Bộ, phong cảnh tại chỗ có giáo trong vùng là ưu mỹ nhất, vật kiến trúc tràn đầy thời kỳ dân quốc đặc sắc. Đại sân có chung lâu là trường chúng ta học sinh cùng với ngoại lai du khách tất chọn chụp hình bối cảnh. Hơn nữa nơi này Ly Giang Châu cực kỳ có văn nghệ phong phạm Bình Giang Đường, trữ danh quan trước đường phố, chuyết chính viên, Giang Châu bác vật quán đều rất gần, muốn đi xem du lãm cũng là hết sức thuận lợi. Đương nhiên rồi, có tốt cũng có không tốt, bởi vì là lão giáo khu, bổn bộ trường học thiết thi so với tân giáo khu phải kém rồi rất nhiều, tân giáo khu ký túc xá toàn bộ là bốn nhân gian, có tủ sách, máy điều hòa không khí, độc lập phòng vệ sinh, độc lập máy nước nóng, ngoài ra lầu dưới nhà trọ còn có mở thủy long đầu. Mà bổn bộ ký túc xá, có chút ngay cả độc lập phòng vệ sinh cũng không có, tắm rửa mặt còn muốn đi công cộng phòng vệ sinh, ngâm nước nóng cũng phải đến ngoài túc xá phòng nước sôi. Giống như hắn ở ký túc xá, đến bây giờ ngay cả một máy điều hòa không khí cũng không có sắp xếp, người dám tin tưởng. Đến mùa hè, trong nhà trọ hãy cùng cái lồng hấp như thế. Đến ký túc xá, thú y, lục thủy thanh hòa kiến trúc trần chí viễn hai người ổ ở trên giường, ông điện thoại di động chơi game đâu rồi, còn lại hai cái, ít nam trương duy cùng khai báo viên lưu ngọc không đều không ở bọn họ ký túc xá bây giờ coi là hắn tổng cộng còn có 5 người trong đó bốn cái tranh đoạt chuyên nghiệp chu văn trước cho trần chí viễn tới một thật nhìn tới mắt quả nhiên cơ hồ giống nhau như đúc số liệu xuất hiện ở trước mắt của hắn tên họ trần chí viễn giới tính nam tuổi tác 25 chức nghiệp học sinh thân thể trạng thái trạng thái tinh thần chu văn thu hồi thật nhìn tới mắt kỳ quái hỏi ai chị dâu ngươi tại sao trở lại không phải nói công ty cung cấp chỗ ở à trần chí viễn tính cách tương đối hoạt bát hơn nữa còn đặc biệt tao cho nên mọi người liền kêu hắn tao chí thời gian dài sau khi từ từ biến thành chị dâu ăn ngon không quá giáo tử hảo không chơi thắng trần chí viễn cũng không ngẩng đầu lên nói khác đề cập với ta dừng chân người nào lại đề cập với ta dừng chân ta theo người nào gấp chu văn cười nói hắn cái này là thế nào à nha xéo đối diện trên giường có chút nương nương khang lục thụy thanh lộc nương hì hì cười nói hắn ký túc xá ở gian bắc nông thôn trên công trường đâu rồi một tòa khắp nơi lọt gió tôn lều ô hát chẳng trách chu văn cười một tiếng bất quá một mình ngươi hiện trường thi công không dừng được công trường tôn lều chẳng lẽ còn muốn ở quán rượu à trần chí viễn nghe lời này một cái lai like kính ngồi dậy bên chơi game vừa nói rượu không quán rượu không có vấn đề mấu chốt ni mã chung quanh hai cây số bên trong chim không ỉa phân mua món đồ phải chạy ba bốn cây số điều này cũng làm cho thôi hoạch định nói xây tân giang tân thành hắn đây mẫu thân thi công độ đều ra hơn một năm đến bây giờ đều không một động tĩnh trên công trường ngay cả một mang máy điều hòa không khí thùng chứa hàng nhà ở cũng không có theo như chính là một mảng lớn đất hoang mệt sức nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là muốn gạt ta đi qua nhìn công trường chu văn nghe một chút nhất thời cười ha ha ba người trò chuyện một hồi đề tài rất nhanh lại bị trần chí viễn cho mang tới trên người nữ nhân ai nói với các ngươi mặc dù nhưng cái công ty này chưa ra hình dáng gì bất quá trước đài tiếp đãi viên ngược lại dung mạo rất đẹp đẽ nhất là vóc người đang khi nói chuyện trần chí viễn còn dùng tay ra dấu trong miệng chặt chặt có tiếng nói ép hình các ngươi biết chưa thật quá hấp dẫn khiến nhân gà động khó nhìn chu văn ta đã giúp ngươi đem nàng vi tín hiệu muốn đi qua rồi ngươi trực tiếp vung chu văn ngươi vung tao có quan hệ gì với ta à trần chí viễn cười hắc hắc nói ai cho ngươi là độc thân cẩu đâu rồi ba môn đây là quan tâm ngươi đúng rồi ta theo nàng giới thiệu nói dung mạo ngươi phi thường đẹp trai đi trên đường thường thường có nữ sinh đem ngươi nhận lầm là ngô ngạn tổ hơn nữa còn là Giang Châu Đại học sinh vật sinh, hàng ngày tiếp xúc tiểu động vật, phi thường có ái, thỏa thỏa trì vũ hệ nam thần. Quan trọng nhất là, ngươi chính là cái thanh khiết ban đầu nam. Lục Thụy Thanh bấm lan hoa chỉ, hì hì cười cợt nói. Bị ngươi nói, ta đều muốn gả cho Chu Văn rồi. Ồ, Chu Văn rùng mình một cái, vén vén trên người không tồn tại nổi da gà nói. Này, hai người các ngươi cầm thú làm gì lão đến sĩ vả ta, mệt sức độc thân làm phiền các ngươi chuyện gì. Trần Chí Tân cười dâm đáng nói. Ngược lại không làm phiền chuyện của ta, ta chủ yếu là lo lắng lộc nương, sợ ngươi kia thiên cơ không chọn ăn hạ, nửa đêm bắt hắn cho tàn phá. Lộc nương cố ý kìm nén giọng làm dáng, ô kìa, chị dâu ngươi ghét ghê, không thèm để ý hai người các ngươi lẳng lơ, Chu văn cười mắng một câu, đi công cộng rửa mặt đang lúc đánh răng rửa mặt đi. Cả ngày hôm nay mệt quá sức, nhất là hệ thống sự tình làm cho hắn một ngày tinh thần đều tương đối phấn khởi, bây giờ thư giãn đi xuống, cảm giác cả người đều bủng rủng vô lực. Làm hảo cá nhân vệ sinh bò lên giường, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, đã 9 giờ 35. Cho gọi ra hệ thống logo nhìn biết, từ từ tiến nhập mơ mộng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 006 Xem phim tại sao phải mang chứng minh nhân dân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio sáng ngày thứ hai ánh nắng rực rỡ, trong trẻo lạnh lùng gió nhẹ theo dần dần lên cao thái dương trở nên ấm áp mà bắt đầu. Sân trường lâm ấm trên đường lớn, bước từ từ toàn có đôi có cặp địa tình nhân, một đường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, xì xào bàn tán, tản mát ra, xuân, khí tức. Xen lẫn ở trong đó độc thân cẩu, trên mặt bất động thanh sắc, trong đôi mắt lại tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Mang sinh vật khẩu trang chu văn, một đường đi tới thí nghiệm lầu. Vốn là hắn hôm nay là dự định đi thư viện treo máy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bận tâm ngày hôm qua chỉ biến dị nha trùng hội mang theo virus, cho nên quyết định tới làm một điện kính quan sát lại nói, thuận tiện làm tiếp cái huyết kiểm. Ở phòng thay quần áo đổi thí nghiệm phục lúc, trong lúc vô tình mở ra một thật nhìn tới mắt, kết quả nhìn thấy trên y phục bò đầy vi khuẩn, nhất là ống tay áo cùng cổ áo vị trí, thật là rậm rạp chăn chịt mà ở hắn nắm quần áo thời điểm những thứ kia vi khuẩn cũng giống nhau dính vào trên tay hắn ngoà tàu chu văn trên tay giật mình một cái ném đi thí nghiệm phục sau đó vội vàng thu hồi thật nhìn tới mắt mặc dù biết những thứ này vi khuẩn cùng người thể là cộng sinh cũng không có nguy hại gì nhưng nhìn bọn họ trên người bò tới bò lui cũng quả thực ngán chu văn ở tâm lý cảnh cáo chính mình sau khi không thể tùy tiện loạn mở thật coi mắt bằng không thời gian không có cách nào quá. Bất quá trên đất thí nghiệm phục là không có cách nào muốn, không biết phía trên có vô số vi khuẩn cũng thì thôi, biết lại lên người lây, hắn không qua chính mình tâm lý một cửa ái kia. Cũng may còn có một bộ dự bị phục, vừa tắm không mấy ngày, mang tới đang chuẩn bị đổi đây. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không dám đi nhìn tẩy phơi trôi qua thí nghiệm phục trốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn. Thay xong sau thẳng vào phòng thí nghiệm. Mắt không thấy tâm không phiền. Đến phòng thí nghiệm trước cho mình đo thân thể ôn. Bên ngoài thân. 36,5. Khoan miệng. một độ C. Bình thường. Sau đó bắt đầu thí nghiệm dụng cụ khử độc. Đây là mỗi ngày vào phòng thí nghiệm sau chuyện thứ nhất muốn làm sự tình. Bận làm việc hơn một tiếng, cuối cùng đem những thứ kia yêu cầu nhiệt độ cao diệt nắm thí nghiệm dụng cụ bỏ vào diệt nắm nồi vừa vặn lúc này thạch lỗi tới nhìn thấy chu văn cũng ở đây kỳ quái nói ồ hôm nay ngươi làm sao cũng tới chu văn cười nói ngày hôm qua thí nghiệm không có làm sau khi trở về tâm lý lo lắng bất an cho nên hôm nay tới đem nó bổ túc chu văn không đợi hắn tiếp tục hỏi cười ha hả nói ngày hôm qua thế nào tiến hành đến mức nào rồi thạch lỗi khờ khờ cười cười không nói lời nào bác quái là loài người tính chung, chu Văn cũng không ngoại lệ, gặp thạch lỗi không chịu nói, hắn thử hỏi dò nói. Người mù sờ voi, hay lại là sen vào quảng. Ở ký túc xá mấy cái lẳng lơ cùng oanh lạm tạc hạ, chu Văn mặc dù trên thân thể hay lại là thuần khiết, nhưng là tư tưởng đã bị hoàn toàn ô nhiễm, nói chuyện tao trong tao khí. Thạch lỗi ngượng ngùng nói. Không có. Lan Lan tính cách rất xấu hổ, không có người nói khoa trương như vậy chúng ta chính là nhìn tràn điện ảnh, thuận tiện ăn cái cơm tối. Còn còn hôn một cái. Ta mẹ kiếp liền hôn một cái ngươi có ngượng ngùng gì. Chu Văn mặt đầy không nói gì, xấu hổ năm thứ tư đại học nữ sinh thua thiệt ngươi tin tưởng. Nói như vậy ăn cơm ngươi liền để người ta đưa trở về rồi hả? Thạch lỗi gật đầu một cái, từ Chu Văn người ta nếu nguyện ý với ngươi đi xem phim rồi, khẳng định mang theo chứng minh nhân dân đâu rồi, ngươi lại để người ta đưa trở về rồi thạch lỗi nghi ngờ nói. Xem phim, tại sao phải mang chứng minh nhân dân à? Chu Văn. Trong rạp chiếu bóng có lúc hội tra chứng minh nhân dân. Ô hát, thạch lỗi cực ít đi xem phim, cũng không hiểu gì, còn tưởng rằng Chu Văn nói đúng thật đây. Thạch lỗi ha ha cười đi kiểm tra một hồi vô khuẩn trong rương bạch thử DNA, sau đó kỳ quái nói. Ồ, ngươi làm tám bụi cây à? mặc dù một cái bạch thử trên lý thuyết có thể lấy ra bốn tám bụi cây dna nhưng bình thường đều là bốn bụi cây nhiều lời nói rất dễ dàng đưa đến dna lấy ra thất bại cho nên thạch lỗi mới có hơi kinh ngạc chu văn thuận miệng nói đúng vậy ngày hôm qua buồn chán làm nhiều rồi mấy tổ thí nghiệm thạch lỗi xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liếc nhìn căn phòng cách vách trong bạch thử lồng một người trong đó trong lồng tre bạch thử đã trống ngươi làm điện kính quan trắc Chu Văn từ một tiếng, luôn thất bại. Thạch lỗi gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Giống sinh viên chưa tốt nghiệp vừa mới bắt đầu làm tiểu bạch chuột DNA lấy ra, tỷ số thất bại cũng rất cao, nhất là điện kính quan sát, nhiệt độ, thời gian, thủ pháp những thứ này cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn tỷ lệ thành công. Thạch lỗi phong hảo DNA cái rương nói. Ta đi giao hàng Á, chờ chút lâm gia di tới, ngươi để cho nàng làm tiếp sáu bụi cây. Chu Văn gật đầu một cái, ừ, biết, đến 10 giờ, Lâm Gia Di tới. Vừa vặn lúc này diệt xong nắm. Nhìn thấy Chu Văn cũng ở đây, Lâm Gia Di mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới ổn à ổn ẻn nói. Chu Văn, thương lượng với ngươi cái sự tình thôi, Chu Văn từ nhiệt độ thấp trong tủ lạnh lấy ra hôm qua thiên băng đông cái kia biến dị nha trùng thi thể, vừa đi vừa nói. Muốn cho ta giúp ngươi làm việc. Thạch lỗi nói cho ngươi à nha. Lâm Gia Di cười hì hì, ta hôm nay tạm thời có điểm sự tình, không có thời gian làm, nhờ cậy á. Chu Văn. Làm gì, cùng bạn trai đi ước hẹn à. Lâm Gia Di cắn cắn môi, làm bộ như làm bộ đáng thương nói. Đúng vậy. Có được hay không vậy, Chu Văn nghe một chút, lập tức liền định cự tuyệt. Nàng cùng bạn trai trước hoa dưới trăng, hán định như da, chính mình giúp nàng làm thí nghiệm, đầu óc có bệnh. Đang lúc này vang lên bên tai, khen, một tiếng, theo sát giống tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ lúc như thế, truyền đến dễ nghe nhu hòa tiếng nhắc nhở, đinh. Đến từ Lâm Gia Di thỉnh cầu, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Chu Văn cho gọi ra hệ thống, trước mắt bắn ra nhắc nhở khung. Nhiệm vụ Trợ giúp Lâm Gia Di hoàn thành 6 bụi cây bạch thử DNA lấy ra công việc. Khen thưởng 200 điểm môn học kinh nghiệm, 300 điểm tích phân một lần mở rương cơ hội mộc xin hỏi có tiếp nhận hay không chu văn nhìn thấy khen thưởng có chút kỳ quái ồ cái này nhiệm vụ cùng ngày hôm qua không phải là giống nhau như đúc mà làm sao khen thưởng cùng tích phân đều trở nên nhiều cơ chứ chẳng lẽ là chủ động cùng bị động khác nhau ngày hôm qua là hệ thống chủ động ban bố nhiệm vụ cho nên điểm kinh nghiệm exp tương đối thấp mà hôm nay là hắn bị động kích động nhiệm vụ cho nên hệ thống cho điểm kinh nghiệm EXP liền cao. Chu Văn tâm lý âm thầm nghĩ tới. Cái này có phải hay không là một cái bút đây? Nếu như ta chủ động kích động nhiệm vụ, hệ thống có thể hay không chấm điểm liền cao đây? Hữu cơ sẽ thử thử nhìn. Lâm Gia Di nhìn Chu Văn thật lâu không có thanh âm, thanh âm làm dáng nói. Chu Văn có được hay không vậy? Chu Văn phục hồi tinh thần lại, một bộ cố mà làm dáng vẻ nói. Đi đi cảm ơn ngươi chu văn lâm gia di cao hứng nhảy cẩn lên hận không được phần thưởng một cái hôn cho chu văn tỏ vẻ khen thưởng đương nhiên rồi đó là không thể nào chót miệng cảm kích một câu sau lâm gia di liền đăng 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 chạy mất bên này chu văn từ bỏ xuống trong đầu lâm gia di buổi tối cùng bạn trai là yêu vỗ tay hình ảnh chuyên tâm làm lên virus khảo sát từ nhiệt độ siêu thấp trong tủ lạnh lấy ra biến dị nha trùng thi thể mài vỡ vụn lấy ra ly tâm tổng cộng bốn phần hàng mẫu thật nhìn tới mắt từng cái quét xem sau không có phát hiện bất kỳ khác thường gì bất quá hắn không yên tâm chuẩn bị hai phần hàng mẫu đồng thời làm điện lặng phân tích còn có hai phần là chuẩn bị điện kính quan sát vừa vặn lúc này thạch lỗi gói cơm trưa tới đi ra ăn cơm ồ lâm gia di đây cùng bạn trai hẹn với nàng công việc của mình làm gì lão vứt cho ngươi a à? không việc gì Ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai người đang khi nói chuyện ra phòng thí nghiệm. Ở cửa ao nước tắm tay, đi tới cửa đối diện trong phòng làm việc ngồi xuống, thạch lỗi nắm bỏ túi ba bốn cái món ăn hộp một vừa mở ra, có phiên da trứng chiên, có tiểu thịt xào, còn có đóa tiêu đầu cá cùng với một phần hạt bắp xương sườn than. Chu Văn nhìn một cái nói. Hoắc, thịnh soạn như vậy à, ngươi nhặt tiền à nha. Thạch lỗi tiếu tiếu nói. Ngày hôm qua ngươi ban làm thí nghiệm, hôm nay đặc biệt đãi ngươi. Khách khí như vậy làm gì? Chu Văn ngoài miệng vừa nói, nhặt lên đồ bái kéo cơm. Thạch lỗi ăn một lát sau, hỏi chờ sau khi tốt nghiệp ngươi có tính toán gì à? Chu Văn cười nói. Tạm thời không biết. Ngươi thì sao? Ta à ông chủ cho ta đề cử Trung Hải một nhà sinh vật thuốc mong đợi, còn không có nhận được đối phương offer. Thạch lỗi nói xong thở dài một cái, cùng đạo bất quá coi như trúng tuyển cũng không có ý gì, có một học trưởng cũng ở đó một bên, hắn theo ta nói, giao sông ngũ hiểm một kim, một tháng tới tay cũng liền bốn nghìn đến khối. Mà đồ bốn nghìn đến khối, chu Văn trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nếu không có rồi chế dược sư hệ thống, hắn phỏng chừng mình bây giờ cũng cùng thạch lỗi như thế, là tương lai lo âu rầu rỉ. Ăn cơm, chu Văn lại một đầu đâm vào rồi phòng thí nghiệm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 007. Bất đắc dĩ lựa chọn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thạch lỗi phải giúp một tay, bất quá bị Chu Văn cự tuyệt. Hắn lấy chính mình làm công việc, khiến hắn hỗ trợ không thích hợp làm lý do, kiên quyết đem hắn đuổi đi. Thạch lỗi ở chỗ này, hắn không thoải mái chân tay được. Phối tốt cao su sau bắt đầu làm điện lặng phân tích. Vì phòng ngừa bị lỗi, mỗi một bước hắn đều nghiêm khắc dựa theo quy trình thao tác đến chấp hành, đái băng thao tác, nhiệt độ, thời gian, thủ pháp đều là đã tốt rồi muốn tốt hơn, đồng thời thật nhìn tới mắt cũng là một mực mở ra, phòng ngừa vi khuẩn ô nhiễm. Chờ điện lặng máy lái sau, quay đầu trở lại lấy ra hàng mẫu đặt vào năm thủy tinh mảnh nhỏ, lên điện kính quan sát. Trải qua quan sát sau, không có ở biến dị nha trùng dạng bổn tổ chức trong phát hiện bất kỳ khả nghi virus chu văn mặc dù nhưng đã tin tưởng chính mình không có trúng độc bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chứ sao hắn vẫn kiên trì cho mình làm cái huyết dịch kiểm tra kết quả dĩ nhiên không ra ngoài dự liệu vô luận là điện kính quan sát hay là thật nhìn tới mắt đều phi thường khỏe mạnh very nice chu văn rất vui vẻ tâm lý một điểm cuối cùng ngăn cách cũng hoàn toàn biến mất sau đó bắt đầu dna lấy ra công việc thuần thuộc giải phẫu bạch thử rút ra xương tủy, cọ rửa, xứng trọng, ly tâm, lấy ra, làm liền một mạch. Hơn nữa một lần lấy ra tề lượng không phải là bốn bụi cây, mà là bảy bụi cây, cái này giống vậy sinh vật sinh xa xa không thể nào làm được. Sau đó bắt đầu làm điện kính quan sát. Thật ra thì trên lý thuyết mà nói, đã không có cần phải làm điện kính quan sát, bởi vì thật nhìn tới mắt đã thấy DNA lấy ra thành công. Bất quá hệ thống lại không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành, nói rõ điện kính quan sát bước này không cách nào tiết kiệm được. Cho DNA nhuộm màu, ly tâm, lấy ra, diễn tấu, và cố định dịch, lại ly tâm, lại thêm cố định dịch. Cố định dịch tác dụng là cố định DNA, phòng ngừa ly tâm sau DNA phân giải hết. Cuối cùng rút ra nhắc tới trên slide đặt vào năm vật trên đài điện kính quan sát. Perfect, làm bên tai truyền tới nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở lúc, Chu văn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, liếc nhìn timer, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng 2 giờ, thật là có thể nói thần tốc, nếu là thạch lỗi bọn họ biết, phỏng chừng con ngươi cũng có thể kinh điệu. Vừa dự định mở ra nhiệm vụ bản, luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ đạo sư Vương Huy Diệu Vương Giáo Sư từ cửa đi vào rồi. Vương Huy Diệu chừng 50 tuổi, thân hình cao lớn, mặt trắng không có râu, mặt âu phục thắt cà vạt, người không biết còn tưởng rằng hắn là buôn bán tin anh đây. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm liền chu văn một người, Vương Huy Diệu kỳ quái nói: "Làm sao chỉ một mình ngươi a, à? còn có người đây?" Chu Văn nói: "Thạch lỗi cùng Lâm Gia Di bọn họ mới vừa đi, khác không?" Vương Huy Diệu gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Sinh vật không tiền đồ là công khai sự tình, học sinh không muốn nắm có hạn tinh lực lãng phí ở không có kỹ thuật hàm lượng trong phòng thí nghiệm tâm tình hắn có thể hiểu được, cũng không tiện đi hạ trách cái gì. Ánh mắt ở trong phòng thí nghiệm vòng vo một vòng, sau đó liền chuẩn bị rời đi hắn là đến tìm thạch lỗi nếu thạch lỗi không có ở đây hắn cũng không tiếp tục lưu lại cần phải bất quá đang lúc này vương huy diệu nhìn thấy điện kính năm vật trên đài thủy tinh mảnh nhỏ rồi đưa tay chỉ nói đây là ngươi kiểm trắc à chu văn gật đầu một cái gãi đầu một cái nói ừ đúng vậy vương giáo sư vương huy diệu không cầm tân thủ nghiêm cấm thao tác điện kính chuyện này hỏi học như thế nào rồi hả Vương Huy Diệu cũng là thuận miệng hỏi một chút, giống Chu Văn như vậy vừa mới đến phòng thí nghiệm không lâu sinh viên chưa tốt nghiệp, có thể đem điện lặng phân tích làm xong cũng đã rất tốt, chỉ nhìn bọn họ làm xong điện kính quan trắc, quả thực có chút làm người khác khó chịu. Ngược lại không phải là điện kính quan trắc bản thân có bao nhiêu khó khăn, chủ yếu là trước chương trình, giống lấy ra, nhu màu, ly tâm vân vân, mỗi một bước cũng dễ dàng đưa đến lấy ra thất bại. Bất quá khiến Vương Huy Diệu không nghĩ tới là chu văn lại chỉ bên cạnh sáu bụi cây dna nói đã học không sai biệt lắm những thứ này đều là trải qua điện kính quan trắc trôi qua ô hát vương huy diệu có chút ngoại ý muốn đồng thời còn có một chút kinh ngạc đều là ngươi làm ừ đúng vậy vương giáo sư vương huy diệu nhìn chung quanh một chút mới nhớ thạch lỗi bọn họ đều không ở phòng thí nghiệm ngươi gọi chu văn đúng không ừm vương huy diệu khẽ gật đầu tâm lý nhưng vẫn là không quá tin tưởng, hắn mang theo nhiều như vậy giới chính quy thực tập sinh, có rất ít người có thể ở sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn liền đem điện kính quan sát làm xong đây. Hắn đi tới điện kính bên cạnh, đầu tiên là nhìn một chút điện kính. Chắc chắn điện kính không có hư hại sau, nhìn năm vật trên đài thủy tinh mảnh nhỏ, hỏi tốn thời gian bao lâu. Chu Văn liếc nhìn đồng hồ treo, bất tri bất giác lại nhưng đã 6 giờ rưỡi rồi, ách ước chừng 10 giờ. Chu Văn cố ý đem thời gian nói trưởng. Vương Huy Diệu không biết sáu bụi cây DNA hàng mẫu là cùng một cái bạch thử xương tủy trên người lấy ra, ở trong sự nhận thức của hắn, tối thiểu hai tổ trở lên. Nói cách khác, ở thuận lợi dưới tình huống, một tổ trung bình 5 giờ. Đối với một cái sinh viên chưa tốt nghiệp mà nói, đã phi thường tốt vô cùng, thậm chí có thể nói là ưu tú. Vương Huy Diệu ở điện trước kính ngồi xuống, mức độ thử một chút ống kính sau bắt đầu quan sát mấy giây sau vương huy diệu trên mặt lộ ra nhỏ nhỏ thần sắc kinh ngạc thủy tinh mảnh nhỏ lên dna kết cấu nhìn đến rõ ràng vương huy diệu ngẩng đầu lên trên mặt nở một nụ cười khích lệ nói làm không tệ chu văn khiêm tốn nói đều là thạch lỗi tổ trưởng bọn họ dạy tốt vương huy diệu nghiêm túc quan sát một phen hắn cái còn thật cao dáng dấp cũng đẹp trai nhất là giữa hai lông mày khí thế đặc biệt chân có một cổ hiện đại người tuổi trẻ trên người hiếm thấy tự tin vương huy diệu đứng lên vỗ vỗ bả vai hắn cười hỏi nói ta nhớ được ngươi còn không có khảo nghiên đi thế nào có hứng thú hay không dự thi nghiên cứu của ta sinh chu văn trên mặt lộ ra thần sắc khó xử nếu như là khác chuyên nghiệp giáo sư ngay mặt mời vậy thì thật là thiên đại mặt mũi nhưng là sinh vật mà quốc nội nghiên cứu sinh cũng liền có thể làm một ít tương đối khó bắt chước tính thí nghiệm ban đạo sư làm một ít phi thường thấp hèn đồ vật, bao gồm nghiên cứu sinh cũng giống vậy, căn bản sẽ không có tự bản thân thí nghiệm, học nghiên căn bản là lãng phí thời gian. Nói khó nghe, chính là đạo sư giá rẻ sức lao động. Một điểm này, nước ngoài mặc dù muốn khá một chút, nhưng tốt cũng có giới hạn. Bởi vì đây là sinh vật hoàn cảnh lớn tạo thành. Sinh vật là một môn nghiên cứu tính khoa học, không chỉ muốn hiểu bây giờ sinh vật học môn học tất cả kiến thức căn bản, còn phải hiểu phải nghiên cứu phương hướng toàn bộ kiến thức sau đó mới có thể sáng tạo cái này thật sự là thật quá khó khăn rồi nhìn thấy chu văn biểu tình trên mặt vương huy diệu minh bạch hắn ý gì không có nói gì thu lại nụ cười trên mặt sau gật đầu một cái rời đi hắn mặc dù yêu tài nhưng cũng không có đến nhiệt mặt đi thiếp lạnh thuê cổ mức độ mà chu văn cũng hư giọng mặc dù lúng túng nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ So sánh học nghiên mà nói, hắn ngược lại càng hy vọng vào nghiên cứu khoa học trung tâm, hoặc là đại hình phòng thí nghiệm làm cái thí nghiệm viên, như vậy ngược lại có thể học được nhiều thứ hơn, cũng có thể khiến hắn mau sớm tiến hành chế dược thí nghiệm. Đứng tại chỗ suy tính một hồi kế tiếp phát triển, Chu Văn nghĩ đến nhiệm vụ, lập tức gọi ra hệ thống. Thuộc tính logo lên nhắc nhở khung vẫn còn, xin hỏi có hay không lập tức cầm đóng nhiệm vụ. Là hay không, lựa chọn là đinh nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ bắt đầu phát thưởng cho chúc mừng ngươi đạt được 200 điểm môn học kinh nghiệm, 300 điểm tích phân. Xin hỏi có hay không bây giờ mở rương? Là, hay không, nhìn thấy nhắc nhở khung lên chữ, Chu Văn lần nữa kích động, trong miệng rù rì nói. Cầu văn ngươi ông trời già, liền mở cho ta cái một nghìn khối đi ra đi hoặc là tùy tiện cái gì đáng ít tiền cái gì cũng đi, ta không gánh. Hắn thật nghèo nhanh bán máu. Bây giờ vật giá đắt tiền một, đi ra ngoài tùy tiện ăn cơm xào trứng đều phải 10 đồng tiền, bán bên ngoài cũng không dám kêu, bởi vì phải xứng đưa phí. Trái cây cái gì càng là cũng không dám nhìn, hắn sợ chính mình chảy xuống nghèo kiết nước mắt. Mang theo 10 vạn phân kỳ phán, Chu Văn lựa chọn là đèn như mực mộc chế hoa văn bảo rương bắn ra ngoài, phía trên chuyện khắc toàn phức tạp hoa văn, bên cạnh vẫn lơ lửng một cái cổ xưa chìa khóa. Ở tâm lý mặc niệm đạo, mở, chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa trong, xoay tròn sau mở rương ra, một cái lóng lánh đỏ tươi màu đỏ hình cầu vật thể hiện ra. Còn không đợi hắn thấy rõ là vật gì lúc, giống như tối ngày hôm qua như thế, bắn ra cái nhắc nhở khung đến. Chúc mừng ngươi, đạt được thuần thiên nhiên không ô nhiễm trái táo mười. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 008 Quá sâu sắc rồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chúc mừng ngươi đạt được thuần thiên nhiên không ô nhiễm trái táo 10, Chu Văn. Mở cái trái táo đi ra ngoài là cái quỷ. Hắn nói không mua nổi trái cây, cũng không có nghĩa là hắn thật muốn ăn trái táo. Hắn còn muốn tiền đâu, làm sao không mở cho hắn cái 10 vạn 8 vạn đi ra? Hắn phát hiện cái hệ thống này thuần túy liền là cố ý giận hắn. Bất quá mở đều lái ra rồi, muốn lui cũng lui không được. Tối ngày hôm qua hắn đã thử qua, cái hệ thống này không có khách phục. Lui trở về cá nhân bản skin, tìm tới, thùng vật phẩm, hắn thuận thiên nhiên không ô nhiễm trái táo chính an an lặng lặng nằm ở hàng thứ nhất thứ hai cách đây. Ánh mắt quét qua trái táo, trái táo 10, lấy ra sau sinh ở 24 giờ bên trong ăn dụng hoàn tất, nghĩ đến ngày hôm qua khẩu trang hiệu quả đặc biệt, chu văn tâm lý lại dâng lên vẻ chờ mong, nói không chừng cái này ngoại tinh trái táo có cái gì đặc thù công hiệu đâu rồi, tỉ như ăn người nhẹ như yến a bước đi như bay a à, kéo dài tuổi thọ a à vân vân nghĩ tới đây hắn lập tức đi rửa tay một cái sau đó từ trong hòm ai tắm lấy ra trái táo cái này thuần thiên nhiên trái táo đầu rất nhỏ chỉ có bình thường hồng phú sĩ trái táo một phần ba đại miệng đại người phỏng chừng một cái là có thể nuốt trọn tiến tới chớp mũi ngửi một cái còn tản ra một cổ cao ri ta Cai mùi vị hắn cắn xuống một cái sau đó ngậm trong miệng yên lặng hai giây mặt mỉm cười chờ đợi ngoại tinh trái táo nồng nặc kia đến biến hóa không ra ngọt ngào hương vị ở trong cổ họng nổ tung hí khà rét rét hí rét ghét, ghét, ồ ba giây sau chu văn biểu tình trên mặt trở nên nhăn nhó trên cổ gân xanh cũng toàn bộ nổi lên giống như một cái nuốt vào hơn nửa nịnh mông như thế dù là chỉ là xem một chút cũng có thể cảm nhận được kia cực hạn ê răng độc nước miếng đi theo chảy xuống ngoại tạo chu văn mắng một câu sau đó cúi đầu phi 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 tối ra cái này cái trái táo thật là chua chết cá nhân, hắn đời này còn chưa ăn qua như vậy chua trái táo đây. Mở rương mở cái trái táo rồi coi như xong, lại còn đọc không sóc mấy, đùa hắn đây. Chu Văn giận đến chuẩn bị đem trong tay trái táo vứt bỏ. Bất quá đang lúc này hắn cảm thấy kỳ quái rồi. Buổi chiều bận rộn đến bây giờ, hơn nửa cơm tối lại không ăn đâu rồi, thật là vừa mệt vừa đói, nhưng là những thứ này tâm tình tiêu cực ở ăn rồi ê răng chu ngoại tinh trái táo sau, thật giống như giảm nhẹ đi nhiều. Giống như ăn nửa bát khả khẩu thức ăn, rót cái mân côi suối nước nóng tắm như thế, những thứ kia mặt trái triệu chứng đều bị áp chế xuống, khiến hắn cảm giác mình bây giờ có thể lại liên tiếp làm mấy giờ thí nghiệm. Chu Văn nhìn về phía trong tay trái táo, có chút không dám tin nói. Chẳng lẽ thật là trái táo nguyên nhân? Cảm thụ trong cổ họng còn sót lại axit citric, Chu Văn khóe miệng không tự chủ chảy xuống một giọt nước miếng nội tâm vùng vẫy một lát sau, nhất khởi tay trái từ từ nắm trái táo hướng miệng đến gần, rắc rắc, chu văn cắn một cái trái táo, sau đó ở đó cổ axit citric ở trong cổ hồng nổ bể ra trước khi tới, ngay cả nhai cũng không có, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bất quá chảy vào trong cổ họng nước, hay là để cho bộ mặt hắn biểu tình trở nên nhăn nhó, hí, khà zét zét hí, zét zét zét, a giác, chu văn tay phải che mặt, trên huyệt thái dương gân xanh đều chu mơ hồ khiêu động lên. Đại khái thập năm giây sau, vẻ này axit citric tinh thần sức lực trốt cuộc đã qua. Chu Văn vuốt quai hàm cẩn thận lãnh hội, rất nhanh hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, vô luận là tinh thần hay lại là thể lực, ở cực đoan trong thời gian được tăng lên, trở nên tinh thần sáng láng mà bắt đầu. Chu Văn cúi đầu nhìn lấy trong tay nửa chỉ trái táo, tâm lý thật là vừa yêu vừa hận. Thật tốt năng lượng trái táo, làm gì làm cho như vậy độc không sót mấy đâu rồi, làm hại hắn muốn ăn lại không dám ăn nhiều cuối cùng vẫn là nắm trái táo tạm thời thu nhập trong hòm ai tắm rồi quay đầu nếu là quả thực quá đói lấy thêm ra đến ăn đi nắm phòng thí nghiệm vật phẩm đơn giản thu thập một chút sau đó rời đi bởi vì ăn trái táo tạm thời không đói bụng chu văn cũng không có đi ăn cơm tối hắn cũng muốn thí nghiệm một chút cái đó đọc trái táo có phải là thật hay không được có thể bổ sung thể lực trở lại ký túc xá ngoại trừ chị dâu bên ngoài lộc nương lục thụy thanh ít nam trương duy cùng với khai báo viên lưu ngọc khôn đều tại ba người đang ở chơi đùa ít trí trò chơi một lúc muốn không nổi a à, ba mang một vương nổ Mặt màu xanh da trời vệ y vóc người tròn vo trương duy mấy bả ném đi bài trong tay sau đó ngoắt tay nói đến đến đưa tiền đưa tiền lộc nương tả oán nói ô kìa không không, ngươi lại đi không hết làm gì đón người nhà bài a à, ta dời ạ à đều theo như ngươi nói không nên kêu lão tử khôn khôn con mẹ nó ngươi còn nói hào hoa phong nhã trên sống mũi đỡ phó kính mắt gọng vạn lưu ngọc khôn buồn nôn mắng sau đó thừa dịp đứng lên nói không chơi luôn than phiền không có ý nghĩa trương duy hô ta dời ạ à, không chơi đùa đem tiền cho a à, lưu ngọc khôn hì hì cười nói trên người không tiền lẻ quay đầu cho ngươi vừa nói bưng lên trên giường rửa mặt chậu đi ra cửa lộc nương nhìn một cái cũng là vội vàng bò lên giường rồi, chỉ còn lại Trương Duy ngồi ở chỗ đó, buồn bực nói. Cái này hai người không biết xấu hổ, lão kỹ nắm ăn vạ. Chu Văn cười nói. Bọn họ lão ăn vạ ngươi còn chơi với bọn hắn, cho nên vấn đề không ở trên người bọn họ, mà ở ngươi trên người mình. Trương Duy. Vừa cầm điện thoại di động lên lọc nương nghe một chút, vỗ ván giường cười to không ngừng, quá sâu sắc rồi. 9 giờ rưỡi tối, Trần Chí Viễn trở lại, còn mang theo chừng mấy cân tê cây tôm hùng nhỏ trở lại. Nằm ở trên giường thổi ngưu bức vài người, như bay bò dậy. Từ đồ ăn ngon, cái này đại tôm hùng nhìn đại, thật ra thì không có gì tôm thịt. Đúng đúng hay lại là mềm mại sát tôm hảo cái này thịt tương đối nhiều, chị dâu, hôm nay ngươi làm gì đi, còn hảo tâm như vậy mang cho chúng ta tôm hùng trở lại. Cùng phú bà quét dây thép hình đi, sáng ngày thứ hai sáu giờ, chu văn liền tỉnh lại cùng trước kia mờ mịt không giống nhau, hắn bây giờ biết rõ chính mình muốn làm gì, loại cuộc sống đó tràn đầy hy vọng cảm giác tuyệt vời, thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. xuống giường lúc, cách vách giường trên Lưu Ngọc không lẩm bẩm, làm gì dậy sớm như thế a, à, Chu Văn. đi chạy bộ. Lưu Ngọc không không lên tiếng, trở mình mặt hướng vách tường ngủ tiếp, dưới người mặc lộ ra một đại một dạng giấy vệ sinh đến. xem ra tối hôm qua lại ruộng khô bạc hành. Chu Văn sau khi rửa mặt đi thao trường. Không nghĩ tới chạy bộ sáng sớm nhân còn thật nhiều, tử quan sát kỹ sau sẽ phát hiện, đi ra chạy bộ sáng sớm 90% trở lên đều là vóc người đẹp, những thứ kia mập mạp, hơi mập nam nữ sinh cơ hồ không thấy được. Giống như những thứ kia đoạn thị tận áp trong, tú ngực, tú eo, tú bắp đùi tính chất là giống nhau, vóc người không tốt người nào tú à. Không thường thường vận động Chu Văn, chạy hai vòng liền mệt thở hồng hộc kiên trì chạy xong để tam vòng, sau đó đặt mông ngồi liệt ở sân cỏ lên. Ta dời ạ à hô hấp, chu văn thở dốc một hồi lâu. Chờ hô hấp đều đặn sau, đưa tay chùi chùi mồ hôi trên đầu, đứng lên hướng đồng cỏ đi ra ngoài. Nào biết vừa đi mấy bước, trên đường đua qua qua, xông lại một đạo màu đen ảnh tử, à màu tránh ra mau tránh ra, phanh, hai người đụng vào nhau, chu văn chẳng qua là bị đụng cái lão đảo, ngược lại đụng hắn nữ sinh, ai yêu, một tiếng, té lăn quay nhựa plastic trên đường đua chu văn đứng vững cơ thể nhìn một cái nguyên lai là một mặt màu đen nai quần áo thể thao nữ sinh xinh đẹp trứng ngỗng mặt đại con mắt da thịt giống như là tươi mới bóc non củ ấu như vậy trắng nõn thủy linh một con tóc dài đen nhánh châm trưởng thành một cái đuôi ngựa biện tự nhiên thủy ở sau ót lúc này bên té xuống đất một đôi chân dài to lại trưởng lại thẳng chu văn nói xin lỗi ngượng ngùng đồng học ta không chú ý tới ngươi Ngươi thế nào, không sao chứ? Nói chuyện đồng thời hắn tự tay đi lạp hát trưởng thẳng, thật nhìn tới mắt cũng theo đó mở ra. Tên họ Từ sông ngư Giới tính Nữ Tuổi tác 18 chức nghiệp Học sinh Thân thể trạng thái Trạng thái tinh thần Ngươi đi bộ cũng không nhìn mà, trường nổi tiếng kêu từ sông ngư đen dài thẳng nữ sinh, khí hành hành chất hỏi một câu, không có đi tiếp chu văn tay mà là dùng dằng đứng lên sau đó khập khểnh hướng bên cạnh sân cỏ đi tới chu văn đi tới có chút lúng túng nói thế nào ngươi không sao chứ từ sông ngư bây giờ không một chút nào muốn nói chuyện hàng ngày bị mẹ lải nhải sớm muộn biến thành con heo nhỏ nàng hôm nay hiếm thấy dậy thật sớm đến chạy bộ nào biết ra quân bất lợi vừa chạy một vòng liền bị nhân biểu diễn ngoài phố chợ lên rồi sau khi nàng không bao giờ nữa chạy bộ rồi cẩn thận từng ly từng tí cởi ra bên trái trên chân vớ, trên mắt cá chân phương hai thốn nơi Cò phá hảo một khối to da, đỏ thẫm Ô ô ô phá, từ sông ngư hừ khóc. Đứng ở bên cạnh Chu Văn, nhìn thấy đen dài thẳng khóc, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, ngồi trầm hổm xuống nói. Nếu không ta cho ngươi xem một chút, ta là y học bộ. Không cần, từ sông ngư cự tuyệt Chu Văn có hảo ý. Nàng mình chính là y học bộ, nàng rất rõ những nam sinh này trò lừa bịp, từng cái bản lĩnh không lớn, nhưng lại thích nhất nói mình là thầy thuốc. Mặt xong thuyền tất sau cự tuyệt chu văn đưa tới tay, tự kiếm buộc từ dưới đất bò dậy. Cái đó ta đưa người đi phòng vệ sinh chứ. Cảm ơn nhiều, không cần. Từ sông ngư lần nữa cự tuyệt chu văn có hảo ý, khập khển hướng làm bên ngoài sân phòng vệ sinh phương hướng đi tới. chu văn ngay sau đó mở ra thật nhìn tới mắt, nhìn về phía từ sông ngư chân trái dầu gì cũng học hơn một năm giải phẫu thân thể con người đối với thân thể con người thần kinh cùng với mạch máu đều có nông cạn hiểu làm tầm mắt xuyên qua bàn chân bề mặt da thịt sau rất nhanh liền thấy được cơ kiện nhận đái xương cùng với động mạch tử quan sát kỹ đi sau hiện đen dài thẳng mắt cá chân mềm mại tổ chức quả thật xuất hiện một chút tổn thương bất quá may là không có máu bầm dấu hiệu vấn đề không lớn chân ngươi hẳn là mềm mại tổ chức bị thương đến vệ sinh sở khiến thầy thuốc giúp ngươi trường nóng một chút, trong vòng một tuần lễ không muốn vận động dữ dội. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 009 Quét kinh nghiệm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Từ sông ngư khập khển đi tới phòng vệ sinh. Trong lòng là càng nghĩ càng giận. Sáng sớm liền gặp tai bay và gió. Hơn nữa ngươi nói ngươi một người đàn ông, đem nàng như vậy nũng nịu tiểu nữ sinh đụng bị thương rồi, lại cũng không biết đưa đến phòng vệ sinh, còn phải nàng bản thân một người đi tới, hay lại là người sao? Cái gì? Ta nói không muốn đưa. Ta nói không muốn đưa ngươi liền thật không đưa à nha. Thật là không giải thích được, ngỗ ngang, lẽ nào lại như vậy? Từ sông ngư mang theo đầy bụng tức giận, cùng phòng vệ sinh thầy thuốc nói rõ tình huống. Thầy thuốc kiểm tra cẩn thận một phen sau, chăm trước nói không có vấn đề gì lớn, hẳn là mềm mại tổ chức bị thương, trở về chính mình dùng nước nóng đắp một chút, trong vòng một tuần lễ không muốn vận động dữ dội. Nếu như quả thực không yên lòng lời nói, có thể lại đi chụp cái danh thiếp. Từ sông ngư đầu tiên là ô OH hát một tiếng, sau đó lại cùng a một tiếng. nàng làm sao cảm giác thầy thuốc nói quen thuộc như vậy a, à? thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. đúng rồi, nàng nghĩ tới, vừa mới cái đó đem nàng đụng bị thương nam sinh thật giống như chính là nói như vậy. Lại bị hắn nói trúng. Từ sông ngư còn tưởng rằng Chu Văn là tính khẩu hồ sư đâu rồi, bất quá sau đó lại khí hanh hanh nghĩ đến. Đừng như vậy người, nhất định là ngu dốt, bên này Chu Văn đưa mắt nhìn từ sông ngư sau khi rời đi đi nhà ăn. Ăn điểm tâm thời điểm hắn mới đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua chính mình thật giống như không được ăn cơm chiều, nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ cảm giác đói bụng hơn nửa buổi sáng rời giường thời điểm tinh lực dồi dào thần thanh khí sản hắn nghĩ tới rồi cái đó ê răng chua trái táo cho gọi ra cá nhân bản skin sau đó ở thùng vật phẩm hàng thứ nhất để tam cách thấy được kia nữa chỉ trái táo thứ tốt a à, chu văn tâm lý cảm khái một câu đáng tiếc chính là quá chua ăn xong điểm tâm chu văn trở về ký túc xá cầm lên sạc điện bảo hòa tai nghe dây nối điện tử sau đó ở thư viện mở cửa trước tiên đi vào Hắn thật ra thì muốn đi phòng thí nghiệm quét kinh nghiệm, dù sao thư viện treo máy, cảm giác quá chậm. Đáng tiếc sư xuất vô danh, Thạch Lỗi cùng Lâm Gia Di đều là nắm tiền lương nhân, thỉnh thoảng hỗ trợ một chút tạm được, không thể nào một mực đóng cho hắn làm. Hơn nữa phòng thí nghiệm cũng quả thật rất thanh nhàn, cứ như vậy điểm công việc, giao tất cả cho hắn, bọn họ làm gì? Đi tới thư viện lầu ba, tự vào kệ sách cạnh cho gọi ra thuộc tính bản sau đó ở cột quét lựa chọn, nhiệm vụ 3, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, hắn từ trên giá sách tùy tiện rút bản, nhi khoa lâm sàng dược lý học, cùng lúc đó, nhiệm vụ logo bắn ra cái nhắc nhở khung, nhiệm vụ trong tiến hành, còn thừa lại thời gian. 23, 59 53, xem giá trị 50, ồ, oh, lại còn có xem giá trị nhắc nhở. Chu Văn nhìn thấy nhắc nhở khung trong nói rõ, kinh nghi một cái âm thanh, sau đó lại lần lượt đổi mấy cuốn sách nhi khoa lâm sàng dược lý học, xem giá trị 60, phân tử cùng tế bào, xem giá trị 80, sinh vật hóa học cùng phân tử sinh vật học, xem giá trị 100, y học miễn dịch học, xem giá trị 100, ung thư sinh vật học, xem giá trị 0, tích kỹ gian, xem giá trị 0, chu văn phát hiện, những thứ kia mang theo phổ cập khoa học tính chất danh gia trứ tác, xem giá trị đều tương đối thấp, ngược lại. Những sinh vật kia cơ sở học môn học ngược lại xem giá trị rất cao tỷ như phân tử cùng tế bào, là nhân giáo bản cao tam tài liệu giảng dạy, xem giá trị cũng cao đến 80. Đây là vì cái gì đây? Chu Văn suy tính một chút, suy đoán có thể là trụ cột môn học mới là thăm dò sinh mệnh bản chất cơ thạch, là sinh mệnh khoa học phát triển đưa đến thúc đẩy tác dụng, cho nên chấm điểm liền cao, mà những thứ kia phổ cập khoa học tính sách vở, chẳng qua là một trong lĩnh vực nhất gia chuyên ngôn, có chính mình chủ quan nhận xét ở bên trong, nói không chừng cùng tình huống thực tế Nam Viên bắt Triệt, cho nên hệ thống chấm điểm liền thấp. Chu Văn chọn sinh vật hóa học cùng phân tử sinh vật học cùng với kỳ học miễn dịch học ở hai quyển sách. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, cầm lên sinh vật hóa học. Nhìn một hồi sau khi phát hiện, hai tay một mực bưng sách nhìn cổ tay có chút độc, hơn nữa cũng không có phương tiện. Hắn cho gọi ra nhiệm vụ hệ thống, điểm kích nhiệm vụ, nhiệm vụ trong tiến hành còn thừa lại thời gian. 23, 51 14, xem giá trị 100, Chu Văn để sách trong tay xuống bảng, còn thừa lại thời gian dây lập tức chấm dứt. Một cái tay cầm lên, nhảy lên. Buông xuống, chấm dứt. Đầu ngón tay đụng chạm, nhảy lên. Lấy ra, chấm dứt. Tiến hành nhiều lần khảo sát sau hắn phát hiện, chỉ cần thủ bộ chạm được quyển sách, nhiệm vụ coi như là hữu hiệu. Chu Văn nắm tay phải đắp ở trong sách, tay trái tùy tiện lật nhìn. Nói thật, so với làm thí nghiệm đến, một người ngồi ở trong thư viện nhìn sinh vật hóa học, thật vô cùng khô khan cùng buồn chán, bên trong phần lớn đều là cái loại này phân tử kết cấu, số liệu đồ phổ, nhìn đến hắn là buồn ngủ. Hơn nữa trong thư viện gió mát thổi nhẹ, thanh tĩnh dễ chịu, cuối cùng thật ngủ thiếp đi. Chờ Chu Văn sau kín tỉnh lại, đói bụng, xì xào, kêu hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, thì đã 11 điểm. Kêu ra nhiệm vụ bản nhìn một cái, còn thừa lại thời gian còn có 20. 19, 47. Ngủ cũng coi như thời gian, rất tốt rất cường đại. Chu Văn cũng lười đi nhà ăn rồi, nằm ở trên bàn sách, cổng lấy sau lưng máy thu hình len lén lấy ra nửa chỉ trái táo. Sau đó tay phải bấm da đầu, nắm nửa chỉ trái táo trực tiếp nhét vào trong miệng. Không biết rõ làm sao, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái truyền trực tiếp hình ảnh, phía dưới ta cho mọi người biểu diễn một chút, vô biểu tình ăn nịnh mông. Nhanh chóng suy ngẫm hai cái trái táo, ở vị lôi thần kinh còn không có truyền đến đại não trước, ưng ực một tiếng nuốt vào trong bụng. Hai giây sau. Hí kha dét dét hí, dét 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 a à giác, chu văn tay phải hận không được cắm vào sọ đầu trong, tay trái không bắt không quấy nhiễu, ở trên quai hàm cọ tới cọ lui, muốn hóa giải vẻ này tử chua xót. Mười giây sau, axit citric tinh thần sức lực rốt cuộc đã qua. Chu Văn nâng lên cánh tay, dùng tay áo lau độc đi ra ngoài nước mắt, con mẹ nó, đây là một lần cuối cùng, người nào ăn nữa ai mà không nhân. Trấn An ngủ tạng miếu sau khi, Chu Văn trở nên tinh thần sung mãn mà bắt đầu. Ngược lại cũng không có chuyện gì, hắn lấy điện thoại di động ra, sạc điện bảo, sau đó đeo tai nghe lên sau nhìn lên thầy PCR thí nghiệm cái này so sánh khô khan nhàm chán quyển sách đến, muốn sinh động thú vị hơn nhiều. Hơn nữa cũng không chậm trễ nhiệm vụ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tận tới đêm khuya 9 giờ 30, Chu Văn mới rời khỏi. Có thể là bởi vì kia chỉ trái táo nguyên nhân, hắn không một chút nào đói, hơn nữa tinh lực cũng phi thường dư thừa. Suy nghĩ một chút, dứt khoát đi thao trường dạ chạy. Chờ một thân mồ hôi đầm đìa trở lại ký túc xá lúc, đã là sau một tiếng ngoài ra bốn người toàn ở một người bưng cái điện thoại di động nằm ở trên giường hô to gọi nhỏ chơi game đây lam linh mất lại tới trọng lam rồi mau tới đây bắt hắn bà vú mau trở lại trung lộ người đến chu văn cầm quần áo đi vọt vào tắm sau khi trở lại cũng gia nhập chiến đoàn bất quá vừa đánh một ván lưu ngọc không đột nhiên toát ra một câu lão trương ngươi công việc tìm thế nào vốn là chính hết sức phấn khởi đẩy tháp trương duy nghe được lưu ngọc không nói chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị trực tiếp để điện thoại di động xuống nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà hắn cùng trần chí viễn cùng với chu văn ba người cũng không có khảo nghiêng rất nhanh sắp bước vào tàn khốc xã hội nhưng mà cho đến bây giờ hắn ngay cả thực tập đơn vị đều không tìm được đây vốn là chơi đùa hai cây trò chơi tê dại mình một chút nào biết bị lưu ngọc khôn một câu nói kéo về thực tế Mà tao lão trương ngươi làm sao cúp máy đang ở một dạng chiến trần chí viễn nhìn thấy trương duy bất động gấp qua qua kêu to khôn khôn ngươi con mẹ nó thật là tự vạch áo cho người xem lưng lúc này nói công việc gì a à? lộc nương nói hắn chính là một ngu ngốc chu văn tán thành lưu ngọc khôn cũng biết được sai lầm của mình rồi thật xin lỗi ta là ngu ngốc ta sai lầm rồi ta kiểm điểm một ván qua loa kết thúc trong phòng ngủ lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Qua đại khái chừng một phút, trong bóng tối vang lên trần chí viễn thanh âm của, lão chu, ngươi sau khi tốt nghiệp dự định làm gì à? Không biết đây. Nếu không kéo lên lão trương, ta ba cái một khối đầu tư làm chút kinh doanh như thế nào đây? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là kéo phía dưới tử, chúng ta trước hết học bọn trải sạp bán hàng đi, đẳng cấp tích lũy nhất định tư bản sau đó mới muốn cái khác, tỉ như mở tiệm các loại mặt mũi không bao nhiêu tiền, chủ yếu thua thiệt làm sao bây giờ à, đều coi như ngươi. Thua thiệt liền thua thiệt chứ, coi như là tích lũy kinh nghiệm, chúng ta lại làm lại lần nữa mà, làm ăn nào có kiếm bộn không lỗ. Thúi lắm. Ngươi thua thiệt, ba của ngươi tháng sau sẽ đem thu tiền mướn phòng đánh ngươi kali, chúng ta thua thiệt, uống tay bắt phong đi à. Quên giới thiệu, Trần Chí Viễn là Giang Châu người địa phương, năm ngoái phá bỏ và dời đi, trong nhà phân năm buồn trong thỏa thỏa hủy đi đệ nhị sở dĩ cả ngày cà nhõng không có chính hình đó là phá bỏ và dời đi thời gian còn thiếu khí chất khối này còn không có đề lên ai lão chu ngươi muốn nói như vậy ngày này không có cách nào trò chuyện chẳng lẽ ta không nghĩ cố gắng mà ta còn nói ra phát bàn bạc bóp chết ta phấn đấu mơ mộng đâu rồi nỗi thống khổ của ta ai có thể hiểu chị dâu không chỉ có tao lãng tiện bây giờ còn mẹ nó học được trang bức chị dâu ngươi lại muốn giả bộ như vậy lời nói cũng chớ có trách chúng ta đánh thổ hào chia ruộng đất nữa à. Cũng đừng nói gì rồi, tối mai phúc gia lầu hải sản, 308 phòng khách quý, chị dâu mời khách ăn bữa tiệc lớn. liền quyết định như vậy. Ngoà tàu, dựa vào cái gì lại vừa là ta mời khách a à? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 010 Thiên Kim không đổi ngừng đau cách điều chế. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio làm chu văn mở mắt ra lúc bên tai truyền đến tích tích lịch lịch tiếng nước chảy ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn nguyên lai bên ngoài trời mưa ba tháng bắc phong lôi cuốn toàn giọt mưa đánh vào thủy tinh phát ra đùng đùng âm thanh thời tiết như vậy bên trong khác thích hợp nằm yên ngủ bất quá chu văn lại một chút cũng không ngủ được trong ốc của hắn tất cả đều là nhiệm vụ tinh thần phấn chấn từ trên giường bò dậy mặc quần áo tử tế sửa sang lại giường sau nắm đồ rửa mặt đi đánh răng rửa mặt. Chờ dọn dẹp hảo cá nhân vệ sinh sau, mang theo điện thoại di động, sạc điện bảo, tai nghe cùng với cây dù đi mưa các loại vật phẩm, vội vã đi nhà ăn. Sau khi ăn điếm tâm xong, hắn lại vội vã chạy tới thư viện. Thật ra thì hắn cũng muốn ở phòng ngủ đọc sách, như vậy trực tiếp không sử dụng tới, đáng tiếc hệ thống phán định không có hiệu quả, kim chỉ dây căn bản không động, nói rõ chỉ có ở đặc biệt trường hợp sân mới có thể kích thích nhiệm vụ. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, buổi sáng quét quét kịch, buổi chiều nhìn một chút sinh vật thí nghiệm video. 7 giờ rưỡi tối, bên tai vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ bắt đầu phát thưởng cho chúc mừng ngươi đạt được 200 điểm môn học kinh nghiệm, 100 điểm tích phân. Xin hỏi có hay không bây giờ mở rương? Là hay không, là đã hết sức quen thuộc một chế bảo rương hiện lên trước mắt còn có thanh kia cổ xưa chìa khóa. Đã thất vọng qua hai lần chu văn, bây giờ đã thấp xuống tiêu chuẩn, tâm lý yên lặng cầu nguyện, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, iPad, tùy tiện cái gì có thể bán lấy tiền mở cho ta một cái là được, ta thật không gánh. Được rồi, mở đi. Chìa khóa cắm vào cái rương, xoay tròn sau cái rương từ từ mở ra, bên trong hiện ra một tấm hoàng gia da giấy bằng da dê đi ra. Theo sát trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở khung chúc mừng ngươi đạt được sinh vật hình ngừng đau cách điều chế một làm sao khai ra một cái dược phẩm cách điều chế tới nhìn thấy nhắc nhở nội dung chu văn trước là có chút buồn bực hắn bây giờ muốn tiền muốn điên á bất quá ngay sau đó ý thức được đây là hệ thống xuất phẩm cái này ngừng đau cách điều chế nhất định không phải chuyện đùa ăn hết hiệu quả nhanh chóng đó là nhất định nói không chừng còn có cầm máu biến hóa ứ công hiệu đây hắn muốn lấy ra xem một chút cách điều chế biểu bất quá trước mắt lại bắn ra một cái nhắc nhở khung đến. Học tập cách điều chế cần phải tiêu hao 200 điểm tích phân, xin hỏi có hay không lập tức học tập. Là, chờ lựa chọn sau khi, Chu Văn lập tức liền cảm giác trong đầu nhiều hơn một đoạn tin tức, hắn tập trung tinh thần đi quan sát. Hồng tử cái, đất trễ sô đỏ, thủy áo tơi thông qua sinh vật tinh luyện pháp sau lấy được cao thuần độ DNA gia nhập thiên nhiên sinh vật môi. Chu Văn cẩn thận, xem, một lần trong đầu tin tức, trên mặt lộ ra đỏ ửng màu sắc. Dựa theo cách điều chế giới thiệu đến xem, cái này thuốc giảm đau thật là thuần thiên nhiên sinh vật chế dược cách điều chế, không chứa một chút hóa học dược tệ, hơn nữa coi như sinh vật hình cách điều chế, họ yếu tố đầu tiên chính là không có độc tác dụng phụ, là có thể dùng lâu dài. Như vậy ngừng đau cách điều chế, thật là thiên kim không đổi A. À. Phải biết, sinh hoạt hàng ngày bên trong rất nhiều lúc là yêu cầu dùng giảm nhiệt thuốc giảm đau, tỉ như mềm mại tổ chức tỏa thương đau cốt chất tăng sinh đau khớp xương đau đau răng di mụ đau đau thắt lưng vân vân nếu như có sinh vật thuốc giảm đau như vậy hết thảy các thứ này đều không là vấn đề thứ tốt thứ tốt chu văn kích động thẳng xoa tay kích động đi qua chu văn lại nghĩ đến một cái vấn đề rất thực tế cái này cách điều chế căn bản không cách nào bán bán cho người nào bán bao nhiêu tiền bán cho quốc nội thuốc mong đợi ha ha, coi như hết. Bán cho nước ngoài thuốc mong đợi, lương tâm hội đau. Ngoài ra chính là giá cả, nếu như liệu hiệu thật có thể đạt tới dự đoán giai đoạn, bán một ức USD đều là thiếu. Ở chế dược giới có ba cái thập định luật, tức tốn thời gian 10 năm, hoa 1 tỷ USD, nghiên cứu xác suất thấp hơn 10%. Mà trên thực tế, hiện nay nước ngoài đưa ra thị trường thuốc mới, tốn thời gian chỉ có thể so với 10 năm dài hơn, Nghiên cứu chi phí cũng xa không chỉ 1 tỷ USD. Nhưng vấn đề là, nghiên cứu chi phí hoa 1 tỷ USD không ý nghĩa toàn những thứ kia đại hình thuốc mong đợi nguyện ý hoa 1 tỷ USD đến mua của hắn độc quyền cách điều chế. Bởi vì song phương địa vị nghiêm trọng không cân bằng, hắn một cái còn chưa đi ra cửa trường học sinh, trong nhà lại không quyền không thế, lấy cái gì đi theo những thứ kia đại hình thuốc mong đợi đàm phán. Khả năng lớn nhất là những thuốc kia mong đợi sau lưng tư bản thông qua các loại quan hệ bức bách hắn chủ động giao ra toa thuốc đến giỏi lắm cho hắn một chút tiền tổn thất tinh thần thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ở không có nhất định địa vị xã hội trước xuất ra cách điều chế không khác nào một đứa bé ông một khối sáng loáng kim chuyên rêu rao khắp nơi ngoài sáng nói cho người khác biết mau tới cướp a à, ta không có phản kháng năng lực chu văn thu hồi bán đi cách điều chế nghĩ muốn phát hắn không thể bởi vì tạm thời thiếu tiền liền bán rẻ xuống cách điều chế hắn còn chưa tới cái loại này sa điêu mức độ về phần mình chế tác tiêu thụ trong thời gian ngắn là không có khả năng bất quá quay đầu đẳng cấp điều kiện thành thục ngược lại là có thể trước làm một lâm sàng thí nghiệm vừa vặn lúc này đói bụng được xì xào kêu lên hắn bình phục lại tâm tình kích động sau đó thu thập đồ đạc xong rời đi thư viện nhà ăn không cần hỏi khẳng định đã sớm đóng cửa ở cửa lớn phía tây bên ngoài chợ đêm quầy hàng một cái phần xào bột qua loa ăn rồi sau hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. đang lúc này đang ở cách vách bàn thu thập canh thừa đồ ăn thừa xào bột thang ông chủ cha một cái tóc hoa râm lão đầu đột nhiên ngã xoạch xuống. à mấy cái đang ở ăn xào phở nữ học sinh bị dọa sợ đến thét lên. bên kia đang ở điên muỗng ông chủ lập tức đóng lại bếp gas chạy tới ba người làm sao rồi đứng ở bên cạnh chu văn theo bản năng mở ra thật nhìn tới mắt nhìn sang. Tên họ Tôn Thường Nghiệp Giới tính Nam Tuổi tác 68 chức nghiệp Nông dân Thân thể trạng thái Trạng thái tinh thần Chu Văn con mắt hơi hiếp một chút, điều chỉnh đến rồi điện kính kiểu. Rất nhanh, tôn thường nghiệp màu xanh trắng bộ biểu tình, có hiện tại trước mắt của hắn. Ánh mắt tiếp tục đẩy tới, xuyên qua áo áo khoác lúc hắn nhìn thấy tôn thường nghiệp trong túi chứa một chai a sydney tric khác sơn lê chỉ mảnh nhỏ cũng chính là tục sưng tiêu đau lòng chu văn khẽ cau mày ăn loại thuốc này người mắc bệnh phát sinh bất tỉnh tình trạng nếu như không kịp thời cứu hậu quả là vô cùng nghiêm trọng ngay tại chu văn do dự có muốn đi lên hay không ban thời điểm bận rộn bên tai truyền đến hệ thống thanh âm cứu tử phù thương phía dưới chu văn cũng không có nghe nếu hệ thống đều đã thay hắn làm ra lựa chọn kia còn có cái gì hảo do dự đi lên đối chính ông tôn thường nghiệp xào bột than ông chủ hỏi ta là giang đại y học bộ phụ thân ngươi có không có tật bệnh gì sử đang khi nói chuyện hắn ngồi chồm hổm xuống lấy tay sợ tôn thường nghiệp cổ động mạch cơ hồ không cảm giác được nhảy lên đã sợ đến mất hết hồn vía xào bột than ông chủ lắp bắp nói ta cha ta có tim đau thắt hắn vừa vừa ăn tiêu đau lòng đã ăn rồi. Ăn mấy miếng? Hai mảnh, đều theo chiếu lời dặn của bác sĩ ăn. Dựa theo lời dặn của bác sĩ ăn. Chu văn cao mày nhanh chóng vơ vét toàn trong đầu liên quan kiến thức. Tim đau thắt đúng hạn dùng thuốc, bình thường sẽ không xuất hiện loại này đột nhiên bất tỉnh tình trạng A, trừ phi Chu văn nghĩ đến dược lý trong sách ghi lại, tiêu đau lòng so sánh với hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng cùng với A. Sydney.tricglycine đến thân thể khác biệt tương đối lớn, dùng thuốc sau có lúc sẽ đưa tới nhức đầu cùng với huyết áp thấp đẳng cấp rõ ràng tác dụng phụ. Hơn nữa người lớn tuổi các khí quan chức năng đều suy thoái, thần kinh điều chỉnh chức năng thấp kém, thể chất suy yếu, thời gian dài đứng lời nói, cũng sẽ tăng lên tác dụng phụ phát tác. Phụ thân ngươi hẳn là huyết áp thấp đưa đến đại não khuyết dưỡng hôn mê, nhanh khiến hắn bình nằm xuống, như vậy có thể bảo đảm đại não cung cấp huyết chu văn nói xong hướng người vây xem chung quanh bầy hô mọi người đẩy về sau đẩy không muốn vây ở chỗ này lúc này chính là chợ đêm than người nhiều nhất người thời điểm người xem náo nhiệt thành ba tầng trong ba tầng ngoài thật là nhiều người đều cầm cái điện thoại di động chụp hình đừng vuốt rồi đừng vuốt rồi nhanh lui về phía sau ai 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 chớ đẩy chớ đẩy bên trong có bệnh nhân mọi người nhanh lui về phía sau bị bao vây vào giữa chu văn lúc này không để ý gạch lên trải rộng dầu nhớt cùng với rác rưới, quỳ dưới đất cùng xào bột than ông chủ đồng thời, nắm phụ thân hắn tôn thường nghiệp thận trọng nằm thẳng dưới đất. Sau đó nhanh chóng cởi ra cổ áo của hắn, dùng ngón tay cái dùng sức khấu nhào nặng hắn huyệt nhân trung. Đại khái 10 giây đồng hồ sau, Chu Văn lần nữa chạm tôn thường nghiệp cổ động mạch, vẫn là không có khởi sắc, hắn lập tức dựa theo trong sách ghi lại khẩn cấp tim phổi hồi phục pháp, thi hành ngực bên ngoài khấu áp dùng sức khấu đè ép năm sáu lần, khai thông cả giận sau, Chu Văn đưa tay nắm tôn thường nghiệp cầm, hô hấp nhân tạo. Miệng đối miệng nhân tạo thổi hút hai lần sau kế tục khấu áp. Đến lần thứ ba, hơi thở mong manh tôn thường nghiệp, ho khang một tiếng sau, khôi phục tự bản thân hô hấp. Chu Văn kêu nói. Nhanh lấy chút thủy tới. Dạ cho. Trong đám người đưa tới một cái tay, trên tay là một chai vừa mở nước suối chu văn nhẹ nhàng nâng lên tôn thường nghiệp đầu cho ăn hắn một cái thủy thấy hắn cổ họng rung động sau lại cho ăn hắn một cái tôn thường nghiệp chậm rãi mở mắt ra mờ mịt hỏi ta ta làm sao rồi trong đám người vây xem nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả